Lời người viết: Vì kinh thủ Lăng Nghiêm có đề cập đến nhiều tôn giáo hoạt động vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, nên chúng tôi nhân đây giới thiệu đến quý Phật tử cái nhìn đơn giản về những tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay. Trong mục này, vì phải đưa ra một số dữ kiện lịch sử, cho nên mặc dầu luôn cố gắng giữ mình trên cương vị khách quan, trong tinh thần xây dựng, nhưng dầu sao ít nhiều chúng tôi cũng không tránh khỏi sự sai lầm. Để cho cái bản ngã đáng ghét, chủ quan hẹp hòi thiển cận của mình xuất hiện, nếu có đoạn nào không hài lòng, kính xin quý độc giả, quý thính giả rộng tình bỏ qua. Chân thành cảm tạ. Lê Sĩ Minh Tùng. Phần giới thiệu các tôn giáo lớn trên thế giới và niềm tin của người Phật tử. Con người xuất hiện trên trái đất này phải đối diện với biết bao nỗi lo sợ về thiên tai lụt lội, sấm sét, động đất, núi lửa, bão tố, bệnh tật, đói nghèo, làm cho cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm khổ sở và ảnh hưởng đến sự sống chết của họ. Lúc khoa học chưa xuất hiện, con người không thông hiểu sự biến dịch, vận hành, nên nỗi lo sợ là tác động khiến cho họ cố gắng tìm kiếm những lời giải thích, câu trả lời cho những hiện tượng liên quan đến đời sống của họ. Vì thế mà tôn giáo được ra đời. Nhưng nếu tôn giáo đã có những câu trả lời cho những vấn đề sống chết của thế nhân, thì tại sao con người vẫn cần đến khoa học? Vì không thể giải thích những hiện tượng sinh diệt của thế gian một cách hợp lý, khách quan, nên những tôn giáo thờ Thượng Đế hoặc Đấng Phạm Thiên vội kết luận đó là do những tha lực ngoài khả năng của con người, như của Thượng Đế, Thần Thánh. Về sau có những triết gia Đông Tây rất lỗi lạc cũng cố gắng tìm câu trả lời bằng cách phân tách và lý luận, mà rốt cuộc vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn chứ không thể kiểm chứng được. Sau cùng, khoa học vì không chấp nhận những lối giải thích cứng ngắc, không hợp lý và thiếu nhân quả, nên họ tách rời tôn giáo, tách rời triết học mà tự lập cho mình một con đường mới để tìm câu trả lời thiết thực về những hiện tượng của nhân sinh vũ trụ. Khoa học tuy tiến rất xa trong những thế kỷ vừa qua, nhưng con đường để có một câu trả lời hay một phương trình vật lý cho vũ trụ có lẽ vẫn còn xa lắm. Đáng lý khoa học có thể giúp cho con người thấu hiểu nhân sinh vũ trụ rõ ràng hơn, nhưng những nghiên cứu và phát minh mới cũng không ngoài mục đích phục vụ đời sống thêm tiện nghi, sung túc, làm tăng trưởng lòng tham sân si, khiến cho con người tiếp tục sống trong điên đảo khổ đau. Vì thế mà Arthur Eddington, một khoa học gia rất nổi tiếng người Anh, người đã tìm ra phương cách để chứng minh thuyết vật lý của Einstein, cũng đã tuyên bố như sau: khoa học không có khả năng dẫn dắt con người đến chân lý, mà khoa học chỉ có thể dẫn con người đến cái bóng của những ký hiệu. Khác hẳn với những tôn giáo lớn khác trên thế giới đã cột chặt con người vào những giáo điều cứng ngắc để thọ lãnh những thưởng phạt bất công, đạo Phật luôn khuyến khích chúng sinh tự mình chứng ngộ chân lý, tự mình thể nghiệm niết bàn, tự mình có được giải thoát giác ngộ, mà đạo Phật chỉ là con đường, là phương tiện, là cỗ xe để giúp cho chúng sinh đạt đến những cứu cánh tối thượng này. Tôn Tử ngày xưa nói rằng: chi kỷ, chi bỉ, bách chiến bách thắng, nghĩa là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho nên có biết người mới biết con đường mình đi là đúng, là có giải thoát giác ngộ. Không phải ngày nay mới thấy có nhiều tôn giáo, mà vào thời của Đức Phật tại thế đã có hàng trăm dị phái tư tưởng khác nhau. Vì thế, đạo Phật là một tôn giáo duy nhất vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại, không tin vào thần linh mà chỉ chú trọng vào thực hành để có thực chứng. Đức Phật đã cách mạng hóa sự tin tưởng mù quáng mà nhắm mắt gửi gắm linh hồn của mình vào nơi vô định. Vì thế, một khi hiểu biết những tôn giáo khác, chúng ta càng kính ngưỡng Đức Phật và giáo lý nhiệm màu của Ngài đã giúp cho con người tự mình giải thoát ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau để có an vui tự tại ngay bây giờ và bất cứ nơi nào. Phần lớn những đại đệ tử của Phật đều xuất thân từ đạo Bà La Môn, một tôn giáo cao quý nhất trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Thế mà khi Đức Phật xuất hiện với tư tưởng bình đẳng, tự giác giác tha của Ngài đã đánh bại tất cả
mặc dù trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, Phật giáo vẫn sáng soi, chiếu rọi, khai tâm mở tánh hàng triệu triệu chúng sinh khắp năm châu bốn bể. Tôn giáo trên hoàn cầu thì rất nhiều, nhưng trong khuôn khổ nhỏ hẹp này, chúng tôi chỉ lượt qua những tôn giáo chính. Thứ nhất, đạo Do Thái, tức là Du Già giáo. Đạo Thiên Chúa phát xuất bên Do Thái mà tổ phụ là ông Abraham, khoảng 2.000 năm trước công nguyên, được gọi là Do Thái giáo, tức là đạo Du Già. Khoảng 1.000 năm trước công nguyên, khi các vua Ai Cập cố tình đàn áp dân Do Thái như cấm họ lấy vợ đẻ con và làm một số nghề nghiệp, anh hùng Môi-se xuất hiện để đưa dân Do Thái từ Ai Cập đến vùng đất hứa, tức là nước Do Thái ngày nay. Tuy Môi-se dẫn dân Do Thái từ Ai Cập đến vùng đất hứa, nhưng ông chết trước khi vào được vùng đất này. Trong cuộc hành trình đầy rẫy khó khăn đó, chính Môi-se đã lên núi Sinai và ở lại đó 40 ngày. Khi xuống núi, ông đem theo hai khối đá có khắc 10 điều thánh lệnh, làm nền tảng cho cuộc sống của người Do Thái và cũng là khuôn mẫu cấu trúc xã hội cho những quốc gia theo Thiên Chúa giáo hiện nay. Trong 10 điều thánh lệnh thì 5 điều dạy con người về đạo làm người và 5 điều dạy con người tôn vinh Thượng Đế. Sau khi đến được vùng đất hứa, dân Do Thái bắt đầu chia rẽ thành những bộ tộc riêng. Đến khi vua David thống nhất 12 bộ tộc để làm thành một quốc gia và họ chọn Jerusalem, nghĩa là hòa bình, làm thủ đô, vua David chết, con là Salomon lên thay là vị vua mạnh nhất với lực lượng quân sự hùng hậu để chinh phục chư hầu. Ông xây đền Temple với trên 150.000 thợ xây liên tiếp trong 7 năm mới hoàn tất. Vì là một danh tướng chinh phục khắp nơi nên ông cũng nổi tiếng, có tới 700 bà vợ và trên 300 bà thứ thiếp từ những giống dân khác nhau. Kinh Torah là thánh kinh cựu ước, còn những thánh kinh sau thời Chúa Giêsu là tân ước. Đối với đạo Do Thái thì lễ Sa-bát rất quan trọng, vì dựa theo thánh kinh là khi Thượng Đế dùng 6 ngày để tạo ra con người và thế giới thì ngày thứ 7, tức là ngày Chủ nhật, Ngài phải nghỉ ngơi để dưỡng sức. Kinh Thánh Cựu Ước có tất cả 46 cuốn kể về những chuyện trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời. Bộ này chia làm 4 tập, gồm tập thứ nhất, tập 1 gồm 5 cuốn thánh kinh đầu tiên là Sáng Thế Ký, Xuất Hành Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Thân Mệnh Ký. Thứ hai, tập 2 là bộ Sử Thư gồm 16 cuốn. Tập 3 gồm 7 cuốn là những thi ca triết học. Thứ tư, tập 4 gồm 14 cuốn sách tiên tri. Thứ hai, Thiên Chúa giáo. Vào thời Chúa Giêsu, nước Do Thái nằm dưới sự bảo hộ của đế quốc La Mã với hoàng đế August. Chính sách bảo hộ của La Mã bày ra rất nhiều loại siêu cao, thuế nặng và cấm dân Do Thái không được tiếp tục truyền thống cắt da quy đầu cho trẻ em. Trong khi đó, người giàu có không còn quan tâm đến việc tôn giáo. Tệ hại hơn nữa, mọi người quá bất mãn về những hành động xa xí và thụ động của những giáo sĩ Rabbi. Trong hoàn cảnh đó, La Mã lại cử viên thái thú mới tên là Pons Pilate để thay thế Gratius. Pons Pilate được hoàng đế August cho phép toàn quyền quyết định về an ninh, chính trị, thuế vụ và tòa án tại Do Thái. Trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu bắt đầu đi giảng đạo khi Ngài 30 tuổi và địa bàn hoạt động chỉ chung quanh nơi sanh trưởng của Ngài, tức là vùng phía Bắc Palestine, trong khi người anh em chú bác John the Baptist, người đã làm phép rửa tội cho Chúa Giêsu trên dòng sông Jordan thì hoạt động ở miền Nam. Vài tháng sau, John bị bêu đầu nên Chúa Giêsu thay thế John. Chúa Giêsu tự xưng mình là con của Thượng Đế và sau khi gây xáo động tại đền thờ Temple, Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá vào năm 37 Tây Lịch, chỉ sau khi Ngài hoạt động được 3 năm. Lúc đó, Ngài vừa 33 tuổi. Khác với Đức Phật, lúc nào cũng có trên ngàn đệ tử quanh Ngài, Chúa Giêsu chỉ có 12 môn đệ. Ngày nay những quốc gia Tây Phương thường kỵ ngày thứ 6, ngày thứ 13 của mỗi tháng. Có nhiều lối giải thích cho vấn đề này, nhưng phần lớn đều đồng ý rằng thứ 6 là ngày Chúa bị đóng đinh
và con số 13 ám chỉ cho người đệ tử thứ 13 là Giuđa đã bán Chúa cho đế quốc La Mã. 37 năm sau đó, toàn dân Do Thái đồng lòng nổi dậy chống lại đế quốc La Mã. Kết quả là dân Do Thái đã bị đế quốc La Mã tàn sát khoảng 1 triệu người. Toàn diện ngôi đền Temple mà vua Salomon đã xây dựng bị tiêu hủy và dân Do Thái bị lưu vong khắp thế giới cho mãi đến năm 1948. Dựa vào những dữ kiện lịch sử đó, có những sử gia danh tiếng sau này có đặt câu hỏi rằng thật sự Chúa Giê-xu có phải là nhà lãnh đạo tôn giáo hay chỉ là nhà cách mạng để đánh đuổi đế quốc La Mã ra khỏi đất nước của Ngài. 300 năm trước, chính đế quốc La Mã đã đóng đinh Chúa Giê-xu. Nhưng khi đế quốc này đang trên đà suy vong thì hoàng đế Constantine lại cải đạo và thiết lập tòa thánh Vatican tại Rome, tức là La Mã ở nước Ý. Vào năm 324 sau công nguyên cho đến ngày nay, và tất cả những vị giáo hoàng đều là người Ý, cho đến những thập niên gần đây mới có giáo hoàng người Ba Lan là John Paul đệ nhị và Đức Benedict. Thật ra người có công lớn nhất trong việc bành trướng đạo Thiên Chúa giáo là ông Paul, tức là Phaolô. Ông Paul không phải là người Do Thái, sanh tại Tars thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông lớn lên tại Damas thuộc nước Syria bây giờ. Ông nói tiếng Hy Lạp và mang quốc tịch La Mã. Ông không phải là môn đồ của Chúa Giê-xu và chưa bao giờ gặp mặt Chúa khi Ngài còn sống. Ông đề xướng đạo Thiên Chúa giáo là cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho dân Do Thái. Nên ông dùng đường biển để truyền bá phúc âm khắp vùng địa Trung Hải cho đến lúc bị La Mã chặt đầu ở hải cảng Osti. Quan điểm của ông chính là khúc quanh lịch sử của đạo Thiên Chúa giáo, bởi vì cho đến ngày nay, đạo Do Thái, tức là đạo Du Giả, và ngay cả người Do Thái vẫn không chấp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, và đạo này chỉ dành riêng cho dân Do Thái. Trong một cuộc cãi vã lớn giữa em Chúa Giê-xu là James và ông Paul tại thành Jerusalem, James nói rằng trong suốt 3 năm truyền giáo, anh ta không bao giờ có ý định thành lập một tôn giáo mới, mà Ngài chỉ muốn cải tạo, sửa đổi đạo Do Thái mà thôi. Vì Paul không phải là người Do Thái nên ông cực lực phản đối và khẳng định rằng cho dù là người Do Thái hay không đều có quyền gia nhập đạo mới, tức là đạo Thiên Chúa giáo. Đạo Thiên Chúa giáo có 4 bộ thánh kinh gọi là Tân Ước như sau. Thứ nhất, Matthew. Kinh này được viết khoảng 50 cho tới 70 năm sau công nguyên. Đây là cuốn thánh kinh có lẽ là hoàn hảo nhất về trọn cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu. Kinh này viết tại Antioch dành cho dân Do Thái và người Thiên Chúa giáo nói chung. Thứ hai, Luke. Kinh này viết từ năm 58 tới năm 70 Tây Lịch và viết tại Rome dành cho dân Hy Lạp và tín đồ Thiên Chúa giáo. Thứ ba, Mark. Kinh này viết từ năm 50 tới năm 70 Tây Lịch và chỉ viết trong thời gian 3 năm Chúa đi giảng đạo. Kinh này cho người La Mã và tín đồ Thiên Chúa giáo. Thứ tư, John. Kinh này viết từ năm 85 tới năm 95 Tây Lịch, viết tại Ephesus và nội dung chỉ nói lại 3 năm sau cùng của cuộc đời Chúa Giê-xu. Thiên Chúa giáo trên thế giới cũng không đồng nhất và được chia làm công giáo, có tòa thánh ở Rome, rất nhiều chi phái Tin Lành và phái chính thống ở Nga, phái hợp nhất ở Hy Lạp. Tuy 4 cuốn thánh kinh Tân Ước nói rất rõ về Chúa Giê-xu từ lúc Ngài mới Giáng sinh cho đến khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng không có một thánh kinh nào nói gì về cuộc đời của Ngài từ lúc 13 tuổi cho đến khi năm 30 tuổi là lúc Ngài bắt đầu đi truyền đạo. Đây là khoảng trống gần 17 năm. Những năm gần đây có vài huyền thoại nói về vấn đề này. Chúng tôi trong tư thế khách quan xin trích đăng nguyên văn để quý Phật tử tư duy quán chiếu. Thứ nhất, vào năm 1894, một bác sĩ người Nga Nicholas Notovic xuất bản một quyển sách tựa đề là Cuộc đời không được biết của Chúa Giê-xu. Dựa trên cuộc hành trình rộng lớn của ông ta ở A Phú Hãn, Ấn Độ và Tây Tạng, một trong những chuyến du hành, ông đã viếng lê thủ phủ của Lada và ở trong tu viện Phật giáo Hemis một thời gian khi ông ta bị gãy chân.
Tại tu viện Hemis, ông đã được cho xem hai tập tài liệu lớn màu vàng bằng tạng ngữ, cuộc đời của Thánh Isa, bởi vì Chúa Giêsu được xem như là Isa, tức là con trai của Thượng Đế. Sách này được viết bởi một nhà học giả vệ đà Notovic ghi xuống 200 đoạn kệ ở phía sau nhật ký của ông mà ông giữ suốt chuyến du hành. Tài liệu này tạo thành một cơn giông bão ở Tây Phương. Ngay cả tu viện trưởng tu viện Hemis, một lạt ma lão thành của trường phái Phật giáo Rupa Waliang Rupka, cũng tin tưởng vào huyền thoại này nên phát biểu rằng Giêsu được nói đã từng thăm viếng đất nước của chúng ta và Kashmir để học hỏi Phật Pháp. Ngài được truyền cảm hứng bởi giới luật và tuệ giác của Đức Phật. Swami Abhedananda, một học giả tâm linh và cũng là nhà tiên tri của Bengal, đã từng du hành đến Hy Mã Lạp Sơn để khảo sát huyền thoại Giêsu thăm viếng Ấn Độ. Trong một buổi nói chuyện của ông về một quyển sách mang tựa đề là Kashmir Otepeti, nói về một cuộc viếng thăm tu viện Hemis ở Lada. Nó bao gồm một bản dịch bằng tiếng Bengal với 200 đoạn kệ về huyền thoại Isa mà Notovic đã sao chép lại. Ông nói rằng mọi người yêu mến Giêsu bởi vì Isa sống trong hòa bình với những Vaisya và Sutras là những người ông đã chỉ dẫn và giúp đỡ cho. Sự giảng dạy của Giêsu ở những thành phố thiêng liêng cổ truyền Jagana, tức là Puri, Banares ở Uttar Pradesh và Rajagira, tức là Bihar, làm những người Bà La Môn phẫn nộ. Họ làm áp lực Ngài phải lần tránh khỏi Hy Mã Lạp Sơn sau 6 năm. Thứ hai, quyển sách của học giả người Đức Hopger Kirsten với tựa đề Giêsu đã sống ở Ấn Độ cũng đã kể về câu chuyện những năm đầu của Chúa Giêsu ở Ấn Độ như sau. Người trai trẻ đến vùng Sin dọc theo sông Ấn Hà cùng với những người buôn bán. Ngài cư ngụ cùng người Arya với mục đích hoàn thiện chính mình và học hỏi những giới luật của Đức Phật vĩ đại. Người trai trẻ du hành rộng rãi qua những vùng đất của năm con sông Punjab, ở lại một thời gian ngắn ngủi với những người Kỳ Na giáo trước khi tiến tới Jagana. Thứ ba, trong phiên bản tiếng Anh của luận thuyết bằng tiếng Urdu được viết bởi nhà sáng lập phong trào Hồi giáo Ahmadiyya, ông Harat Mirza Ghulam Ama, năm 1835-1908, cũng nói về Chúa Giêsu như sau. Chúa Giêsu đã viếng thăm A Phú Hãn, nơi Ngài gặp những người Do Thái, những người đã trú ngụ ở đây để trốn tránh sự bạo ngược của Hoàng đế Do Thái Nebuchadnezzar, và rồi thì đến thung lũng Kashmir, nơi mà Ngài đã sống nhiều năm. Thứ ba, đạo Tin Lành. Tòa Thánh Vatican, tức là Rome, thuộc về Ý Đại Lợi, tức là đế quốc La Mã ngày xưa, thiết lập từ năm 324 và phát triển rất mạnh cho đến năm 1506. Đức Giáo Hoàng Julius thứ nhì muốn tranh đua với những kiến trúc đồ sộ của Giáo hội Hoàng gia Pháp Quốc, nên khởi xướng xây cất tòa thánh cho trở thành vĩ đại, nguy nga đồ sộ như ngày nay. Công trình kiến trúc được nửa chừng thì giáo hội hết tiền. Mãi đến khi Giáo hoàng Leo thứ 10 phát động chiêu bài cho tiền nhà thờ để mua sự xá tội, nghĩa là giáo dân cho nhà thờ càng nhiều tiền thì tòa thánh bảo đảm người đó sẽ được vào nước Chúa nhanh hơn. Vì thấy sự vô lý này, lên lúc bấy giờ ở Đức có vị linh mục tên là Martin Luther thuộc dòng thánh Augustine cực lực phản đối. Ngày 1 tháng 11 năm 1517, ông đưa ra bản tuyên ngôn 95 điểm nhằm tố cáo những hành vi thương mại, mua bán sự xá tội và dùng tôn giáo để thủ lợi của giáo hội. Một năm sau, giáo hội chuốt phế thông công, tức là lấy chức linh mục, và khai trừ ông ra khỏi giáo hội Thiên Chúa giáo. Từ đó, ông khai sinh ra đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành lấy Kinh Thánh làm giáo lý, nhưng chỉ công nhận 36 trong số 46 cuốn cựu ước, khác với Công giáo là Kinh Thánh chỉ dành cho giáo sĩ được quyền nghiên cứu và giảng giải cho tín đồ. Các mục sư đều có quyền sử dụng, nói và làm theo Kinh Thánh. Đạo Tin Lành tin rằng Đức Mẹ Maria
người sinh ra Chúa Giêsu một cách nhiệm mầu, nhưng không xem bà là mẹ của Thiên Chúa và chỉ đồng trinh đến khi sinh ra Chúa. Đạo Tin Lành không thờ tranh ảnh, hình tượng cũng như di vật, và người tín đồ có thể xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa chứ không qua trung gian vị linh mục như Công giáo. Đạo Tin Lành không lập giáo hội duy nhất cho toàn đạo mà xây dựng các giáo hội riêng rẽ, độc lập với các hình thức khác nhau tùy theo hệ phái. Sau cùng, Đạo Tin Lành không cho tín đồ thờ cúng tổ tiên, các lễ hội, vì họ tin rằng những điều này trái với lời Chúa dạy. Vì thế những tín đồ của nhiều dân tộc trên thế giới theo Đạo Tin Lành bắt buộc phải từ bỏ tôn giáo, văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thứ tư, Hồi giáo. Vào khoảng năm 570 sau Công nguyên, có ông Muhammad sinh tại Mecca thuộc nước Saudi Arabia ngày nay. Ông sống với người bác tên là Abu Talib. Vì cha mẹ chết khi ông còn bé, ông làm nghề buôn bán cho người bác, nên sau đó được làm quản lý cho một quá phụ giàu có tên là Kadiha. Khi lên 25 tuổi, ông kết hôn với quá phụ Kadiha, lúc đó đã ngoài tứ tuần. Nhưng khi bà này vừa tạ thế thì Muhammad cưới thêm 9 bà vợ khác nữa, lúc đó ông đang ở lứa tuổi 50. Ông có rất nhiều con, nhưng tất cả con trai đều bị tử trận, và sau cùng chỉ còn cô con gái sống sót tên là Fatima. Chuyện kể rằng ông thường lên ngọn núi cao, vào bên trong những hang động vắng vẻ để cầu nguyện. Một trong lần cầu nguyện thì thiên thần Gabriel hiện ra cho biết ông đã được Thượng Đế chọn như là vị tiên tri cuối cùng để truyền những thông điệp của Ngài. Vì những vị tiên tri trước như Abraham, Moise, Chúa Giêsu không hoàn thành sứ mạng, ông lập ra Hồi giáo và bắt đầu đọc kinh Koran cho tông đồ chép lại bằng tiếng Ả Rập, bởi vì ông là người mù chữ. Đây là thánh kinh duy nhất của Hồi giáo. Thánh kinh này khẳng định là trên thế giới này chỉ có một Allah, tức là ông trời duy nhất mà thôi, chứ không chấp nhận Thượng Đế hay ông trời nào của bất cứ tôn giáo nào khác. Từ khi thành lập Hồi giáo, Muhammad đã phải đương đầu với rất nhiều cựu địch từ phía khối Ả Rập không theo Hồi giáo đến dân Do Thái và tín đồ Thiên Chúa giáo. Chính Muhammad đã phải đích thân ra chiến trường chống lại, và sau 28 trận chiến đẫm máu thì ông ta mới đẩy lui họ ra khỏi Media, tức là gần Mecca, thánh địa của Hồi giáo ở nước Saudi. Tháng 6 năm 632, đang lúc chuẩn bị cuộc chiến với Syria, thì Muhammad bất ngờ lâm trọng bệnh, và vì không chịu nổi những cơn đau hành hạ nên hai ngày sau đó ông đã chút hơi thở sau cùng trên ngực bà vợ Aisha. Sau khi ông chết, lực lượng quân sự Hồi giáo tiến chiếm vùng Do Thái, Palestine, Syria, Ai Cập và vùng Iran. Sau cái chết của ông, Hồi giáo chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là phe Shiite, dành cho những người thân thuộc với Muhammad. Nhóm này do Ali là chồng của Fatima lãnh đạo và ngày nay vẫn còn hoạt động ở Iran và phía nam của Iraq. Nhóm thứ hai là phe Sunni, không chấp nhận hệ thống huyết thống thân thuộc mà người lãnh đạo chỉ được bổ nhiệm khi nào được đa số chức sắc trong hàng giáo phẩm đề nghị. Mặc dù cùng là tín đồ Hồi giáo, nhưng hai phe Shiite và Sunni đối xử với nhau như kẻ thù, cho nên vào thời nhà độc tài Saddam Hussein, ông ta rất ghét dân Shiite nên đã tiêu diệt rất nhiều người dân này ở miền nam Iraq. Với sự trợ giúp của Hồi giáo, dân Palestine chiếm đất Do Thái từ đó. Mãi đến năm 1948, lần đầu tiên được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, người dân Do Thái lần lượt về lại cố hương sau gần 2.000 năm lưu vong xa xứ. Họ buộc người Palestine phải trả đất lại cho họ, khiến cho rất nhiều dân Palestine phải lưu vong sang những nước Ả Rập trong vùng Trung Đông như Jordan, Ai Cập. Có lẽ đây là khởi nguyên những cuộc tranh chấp tại Trung Đông giữa Do Thái và khối Ả Rập và Hoa Kỳ là nước đỡ đầu cho Do Thái, vì Do Thái là thánh địa của Thiên Chúa giáo. Cuộc chiến khốc liệt năm 1968, lúc đó Kissinger là cố vấn an ninh quốc phòng cho Nixon, giữa Do Thái và khối Ả Rập khiến Hoa Kỳ đe dọa
sẽ dùng bom nguyên tử bắt buộc Tổng thống Ai Cập lúc bây giờ là Anwar Sadat phải rút quân. Về sau chính Sadat với sự trung gian của Tổng thống Jimmy Carter đã ký một thỏa ước hòa bình với Thủ tướng Do Thái là Menachem Begin để chấm dứt sự tranh chấp của hai nước. Chính sự hòa giải này đã khiến những người Hồi giáo quá khích ám sát Sadat năm 1981. Vài dòng về Henry Alfred Kissinger. Ông là người Đức gốc Do Thái, sinh năm 1923, và cái tên Kissinger là do ông cố nội tên là Meyer Loeb đặt cho, dựa theo tên của thành phố Bad Kissingen. Vào năm 1938, cả gia đình của ông tị nạn diệt chủng người Do Thái của Hitler sang định cư ở New York, và ông trở thành công dân Mỹ năm 1943. Kissinger giữ nhiều vai trò quan trọng cho chính phủ thuộc Đảng Cộng Hòa từ năm 1968 đến năm 1976. Khi còn là cố vấn an ninh quốc phòng cho Tổng thống Nixon, Kissinger đã hòa giải với bí thư Leonid Brezhnev để giảm bớt căng thẳng cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ. Năm 1971, Kissinger đã bí mật qua Trung Quốc hai lần thương thuyết với Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Mao Trạch Đông để mở đường cho cuộc viếng thăm lịch sử Trung Hoa của Tổng thống Nixon, và sau đó bình thường quan hệ giữa hai quốc gia. Đây là khúc quanh lịch sử cho cuộc chiến Việt Nam, bởi vì khi còn là giáo sư của Đại học Harvard, Kissinger đã được Đại sứ Henry Cabot mời qua Sài Gòn rất nhiều lần trong những năm 1965-1966. Khi về Hoa Thịnh Đốn, Kissinger đệ trình lên Nixon chương trình Việt Nam hóa cuộc chiến và rút quân trong danh dự. Do đó, khi cuộc chiến Trung Đông bùng nổ vào năm 1968, Kissinger đã không ngần ngại đánh đổi Việt Nam cho sự hòa bình của Do Thái. Tại sao? Vì Nga Xô và Trung Cộng là hai thế lực cung cấp vũ khí cho khối Ả Rập. Cho nên Kissinger nhượng bộ Việt Nam thì Nga và Tàu sẽ làm áp lực với Ai Cập, buộc họ rút quân ra khỏi những vùng chiếm được của Do Thái. Bù lại, Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Việt Nam. Kết quả đưa đến sự thương thuyết dai dẳng giữa Kissinger và Lê Đức Thọ rất nhiều năm, và sau cùng hiệp định đình chiến Paris năm 1973 ra đời, mà trong đó Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ lục quân ra khỏi Việt Nam. Tháng 10 năm 1973, Kissinger và Lê Đức Thọ được giải thưởng Nobel cho hòa bình. Lê Đức Thọ từ chối không nhận vì ông nói rằng chiến tranh Việt Nam vẫn còn. Trong khi đó, Kissinger bị nhiều khuynh hướng lên án hành động bán đứng đồng minh của ông chứ không phải thiết lập hòa bình cho miền Nam Việt Nam, nên ông không xứng đáng lãnh giải thưởng này. Kissinger khi lãnh giải thưởng đã viết cho Hội đồng Nobel là I accepted the award with humility, dịch là tôi nhận giải thưởng với bao sự nhục nhằn. Kissinger làm Bộ trưởng Ngoại giao cho Tổng thống Nixon năm 1973, đến khi Nixon từ chức vì vụ nghe lén Watergate năm 1974. Ông tiếp tục làm Bộ trưởng Ngoại giao cho Tổng thống Ford đến năm 1977 và dĩ nhiên chứng kiến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam năm 1975. Truyền thống xung đột giữa Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo lúc tăng, lúc giảm, chứ không bao giờ biến mất theo thời gian. Muhammad sáng lập ra Hồi giáo dựa trên sự xâm lăng tàn bạo, tiến chiếm cả vùng Trung Đông, tới Bắc Phi Châu, sang tới A Phú Hán, Pakistan và sang cả Á Châu như Nam Dương, Phi Luật Tân và Mã Lai Á. Nằm trong chủ trương cực đoan này mà Phật giáo ở Ấn Độ đã bị Hồi giáo tiêu diệt gần như mất tích. Sự biến mất của đạo Phật ở Ấn Độ, nơi mà Phật giáo đã được sinh ra, trưởng thành và đạt đến những thành tựu cao nhất, là một hiện tượng khó tin nhưng có thật. Một trong những lý do là vì Đức Phật đã lên án chế độ giai cấp và nhấn mạnh vào sự bình đẳng của mọi người. Đức Phật đã làm một cuộc cách mạng chống lại những luật lệ xã hội áp bức lên con người, và Ngài không thừa nhận nguồn gốc linh thiêng cũng như chứng minh sự giả dối của giai cấp Bà La Môn. Tôn giáo của Đức Phật là một cái gai trong mắt của những người Bà La Môn. Chính Đức Phật đã khẳng định rằng giá trị là đặt nền tảng trên những hành động chứ không phải trên sự sinh ra.
nghĩa là tất cả mọi người đều giống nhau. Thật sự, người Bà La Môn không chống đối Phật giáo trên những giáo lý thuộc về triết lý hay đạo đức, mà họ rất ghét tư tưởng bình đẳng trong đạo Phật. Tiến sĩ Amberka xác định rằng bất bình đẳng là giáo lý chính thức của đạo Bà La Môn. Đức Phật chống lại gốc rễ và cành lá của nó. Ngài là một đối thủ mạnh mẽ nhất của chế độ đẳng cấp và là cột trụ vững chãi nhất của tinh thần bình đẳng. Không có một lý lẽ nào về vấn đề giai cấp mà Ngài không bác bỏ. Vì thế, khi đạo Phật yếu đi, người Bà La Môn dùng mọi cách để lấy lại quyền lực và danh vọng đã mất. Tệ hại hơn nữa, họ tìm cách hủy diệt những giáo pháp của Đức Phật khỏi đất nước Ấn Độ. Đạo Bà La Môn thờ cúng đa thần như thần nước, thần lửa, thần mây, thần gió. Nhưng giáo lý Đức Phật phủ nhận việc thờ cúng thần linh, khiến cho họ căm thù. Một trong những nguyên nhân khác trong việc làm cho Phật giáo suy tàn và sụp đổ nhanh chóng ở Ấn Độ là sự đàn áp của những nhà cầm quyền và những người cuồng tín. Lịch sử Phật giáo chép rằng Sasanka, một người thuộc giai cấp Bà La Môn, vua nước Goda, Bengal, sau khi giết Rijavadana vào năm 605 sau Tây Lịch, vị hoàng đế Phật giáo cuối cùng đã cuồng tín đến nỗi trong cơn giận dữ ông đã chặt bỏ cây bồ đề, đào đến tận mạch nước dưới đất, nhưng không thể đào đến chỗ rễ tận cùng của nó, nên quá tức giận dùng lửa đốt và tưới nước mía lên với ý định tiêu diệt nó hoàn toàn và không để lại một dấu vết nào về sau. Ông cũng đã rời tượng Phật từ ngôi chùa gần cây bồ đề và thay vào bằng thần Shiva. Ông cũng đã liệm vào sông Hằng tảng đá thiêng liêng có dấu bàn chân của Đức Phật ở thành Hoa Thị. Sau đó, ông tiêu diệt hết tăng sĩ trong khu vực Kautina. Ngoài sự đàn áp của vua chúa và tôn giáo, Phật giáo còn là đối tượng đàn áp và tẩy chay của xã hội. Khi Phật giáo suy tàn, người Ấn Độ giáo khinh khi đàn áp những tín đồ Phật giáo, xem họ như là thành phần bẩn thỉu thấp hèn nhất trong xã hội Ấn Độ. Sau cùng, khi người Hồi giáo xuất hiện ở Ấn Độ bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12, thì họ cố gắng thực hiện hai mục tiêu. Thứ nhất là nắm quyền chính trị và thứ hai là tiêu diệt những tôn giáo khác, rồi truyền bá Hồi giáo. Sự xâm nhập của Hồi giáo đẩy mạnh sự điêu tàn của Phật giáo trên đất Ấn. Họ săn bằng các tu viện và thủ tiêu hầu hết các tăng sĩ trong tu viện đó. Vua Mahmud Ghazinavi đã cướp bóc những chùa chiền và vua Badiaruddin đã phá hủy những tu viện Nalanda, Vikramasla và Odentapuri. Họ quét sạch tận gốc những tu viện Phật giáo rải rác khắp trong nước. Cả ngàn tăng sĩ sống sót phải chạy trốn qua Nepal, Tây Tạng, Tích Lan và những nước ngoài Ấn Độ. Hàng chục ngàn tu sĩ Phật giáo đã bị giết chết dưới lưỡi gươm bởi những người lính Hồi giáo. Đây là cuộc khủng bố lớn nhất làm cho Phật giáo suy tàn ở Ấn Độ. Đạo Phật bị biến mất tại Ấn Độ mãi cho đến khi những người khảo cổ của Anh Quốc khám phá vào năm 1860 một cột đá khá cao mà ngày xưa vua A Dục đã cho khắc lên đó rằng đây là nơi sinh ra của đấng giác ngộ. Bằng cổ ngữ Brahmi, tức là ngôn ngữ của người bản xứ lúc bấy giờ. Tiến trình này kéo dài cho đến năm 1890 thì họ mới tìm được nơi Đức Phật đản sinh Lâm Tỳ Ni và cung thành Ca Tỳ La Vệ. Đây là một công trình khảo cổ kéo dài rất nhiều năm với sự hướng dẫn của tiến sĩ khảo cổ học Cunningham của nước Anh. Nhưng tại sao Phật giáo bị suy yếu? Chính Đức Phật đã vạch ra con đường cho những đệ tử của Ngài. Những vị tỳ kheo hay cư sĩ tại gia là những người không những tìm sự giác ngộ bằng thực hành những giới luật đạo đức và tâm linh, mà còn là những người phụng sự xã hội, dìu dắt chúng sinh và hướng đạo cho quần chúng. Đức Phật là một vị thầy tôn giáo đầu tiên ở Ấn Độ và là của toàn thế giới, đã đưa ra lý tưởng hy sinh, quên mình và phục vụ cho kẻ khác, tức là Bồ Tát Đạo. Ngài khuyến khích chư đệ tử đi và đi khắp mọi nơi vì hạnh phúc và lợi ích của chúng sinh. Ngài chủ trương rằng một tỳ kheo phải xin ăn, phải sống bằng vật bố thí và phải hạn chế chỉ ăn ngày một bữa. Nhờ áp dụng triệt để lời dạy của Thế Tôn, những tỳ kheo đầu tiên đã đạt đến những tiêu chuẩn cao nhất của lòng hy sinh, phụng sự và kính tín. Họ đã biến Phật giáo trở thành một tôn giáo phổ biến và được tôn kính nhất ở Ấn Độ. Tiếc thay, con ma vô thường cũng không thương xót, cho dù đó là Phật giáo. Khi các tu viện trở nên giàu có,
thì việc hoằng dương Phật Pháp không còn y theo lời dạy của Phật, các vị tỳ kheo trở nên sao lãng và thụ động, nên họ đánh mất đi sự tương quan, giao hảo gần gũi với đại chúng. Những khuôn mẫu đem Phật giáo đến với đại chúng không còn nữa, mà chúng sinh phải đến tu viện để được thọ Pháp. Vì thế, dần dần theo thời gian, số người đến với tu viện càng ngày càng giảm, cũng như mối tương giao giữa Phật giáo và đại chúng không còn chặt chẽ tha thiết như thời Đức Phật còn tại thế. Họ chỉ lo nghiên cứu từ chương thay vì truyền bá giáo pháp. Chính nhà khảo cổ thám hiểm và học giả Cunningham đã nói về vấn đề này như sau: Phật giáo thực sự đã trở thành một tín ngưỡng già nua và kiệt lực. Những vị khất sĩ không còn đi khất thực, nhưng từ lâu đã được hỗ trợ bằng đất đai dành riêng cho các tu viện. Các vị sa môn và tỳ kheo không giống như những người của thời xưa, những người uyên bác và trí tuệ. Sự tiết lộ về thân xác và sự nhất tâm thiền quán, cộng với những chủ trương thực tiễn và gương mẫu trong sạch, đã kích thích lòng xung kích của quần chúng. Những tỳ kheo Phật giáo hiện tại rơi vào tình trạng mục nát. Họ bằng lòng sống một đời thụ động trong những công việc tẻ nhạt hàng ngày của đời sống tu viện. Nơi đó còn một vài dấu hiệu tôn giáo bề ngoài, nhưng không còn sự tha thiết nồng nhiệt trong sinh hoạt thiếu sinh khí của những công việc tẻ nhạt hàng ngày. Lòng hăng say đã có thời đốt cháy trong tim của mỗi người tu sĩ Phật giáo trong việc truyền bá tôn giáo của họ đã dập tắt từ lâu. Một nguyên nhân lớn lót đường cho sự suy tàn của Phật giáo là Ấn Độ giáo đã thần thánh hóa Đức Phật, và họ còn đưa ra một số thần và nữ thần Ấn Độ giáo vào làm các vị thần Phật giáo dưới dạng những Bồ Tát, làm cho Phật giáo không còn khác biệt với các thần thánh của Ấn Độ giáo. Chính điều này đã xóa tan sự khác biệt giữa hai tôn giáo, và họ chứng minh rằng Phật giáo chỉ là một tông phái của Ấn Độ giáo. Cũng vậy, khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa đã bị Lão giáo và Nho giáo biến Phật giáo thành thần giáo, mê tín dị đoan. Tóm lại, tất cả những tôn giáo lớn trên thế giới đều là thần giáo, duy chỉ có Phật giáo là tôn giáo không có tín ngưỡng mà thôi. Thứ năm, đạo Nho, tức là Khổng giáo. Vào thời Đức Phật, tức là khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, trong khi châu Âu còn nằm trong bóng tối của sự man dợ, duy chỉ có Hy Lạp khởi đầu với các triết gia Heraclitus và Pythagoras năm 571-497 BC, tức là nhà triết học và toán học nổi tiếng cổ của Hy Lạp. Sau đó còn có những triết gia Hy Lạp khác là Socrates năm 469-399 BC và Plato năm 427-347 BC, tên thật là Aristotle, đã mở rộng ảnh hưởng chính trị văn hóa của mình, thì xã hội Trung Hoa tương đối được tổ chức có kỷ cương với nếp sinh hoạt văn hóa cao nhất. Đây là thời Xuân Thu kéo dài từ năm 722 tới năm 481 trước công nguyên. Trong thời kỳ này, mặc dầu nhà Châu vẫn còn đó, nhưng các tiểu quốc tranh giành, chém giết, triền miên, khiến dân tình sống trong lầm than khổ sở. Vì sự bất ổn này mà đã xuất hiện rất nhiều thuyết trị quốc khác nhau, nên được gọi là Bách Gia Chu Tử. Nhưng nổi bật hơn hết là hai nhà hiền triết, Khổng Tử và Lão Tử. Lão Tử sinh năm 584 trước công nguyên, khoảng 18 hoặc 20 năm trước Khổng Tử, và mãi 58 năm sau, tức là vào năm 526 mới gặp Khổng Tử. Khổng Tử ngựa xe buôn ba lục quốc để thuyết triết lý an bang trị nước. Triết lý của Khổng Tử có thể được hiểu đại để như sau: thứ nhất, tam cương, tức là vua, tôi, cha mẹ, vợ chồng; thứ hai, ngũ thường, tức là nhân, nghĩa, lễ, chí tín; thứ ba, tứ hạnh, tức là hiếu, đễ, trung, tín; thứ tư, tứ duy, nghĩa là lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Nói chung, đạo Nho là đạo xử thế, đạo làm người vì tu thân, tề gia mới có thể bình thiên hạ được. Ông tin vào quỷ thần nên có tục tế trời, tế đất và tế quỷ thần. Khổng Tử xem trời như là một chúa tể càn khôn, sinh hóa ra muôn vật và chủ trì vận mệnh của vũ trụ và con người. Khi nói về đạo trời, ông nói rằng: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu, tiên đạo viễn hỷ. Nghĩa là muốn tu đạo trời thì trước hết phải tu đạo làm người. Nếu không tu đạo làm người thì đạo trời xa vời, không bao giờ đạt được. Thật ra ngày nay đạo Nho không còn thực dụng,
và chỉ còn là môn cổ học vì xã hội phong kiến bất bình đẳng, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử, vong tử, bất vong bất hiếu, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, trên đội dưới đạp, chồng chúa vợ tôi, đã bị cáo chung và được thay thế bằng hệ thống bầu cử khách quan dân chủ, bình đẳng, dựa theo tinh thần dân vi quý. Gần đây, có một cô gái ở Cần Thơ vừa lấy chồng Đài Loan than thở rằng: nhà em không nghèo, không phải em lấy chồng Đài Loan vì sợ nghèo, mà em không biết lấy ai trong đám trai làng. Từ ông tới bố, tới các chú các bác, tới đám thanh niên, tối ngày nhậu nhẹt say xỉn, rồi chửi bậy đánh nhau, rồi mắng mỏ mẹ em khi bà vừa bước ngoài đồng về, đã sấp ngửa, lo nấu bữa cơm chiều. Chị em đi lấy chồng được vài bữa thì bị chồng đánh đập. Nhà em không dám can ngăn, em sợ cái cảnh đó lắm. Nhưng cô có biết rằng Trung Hoa, cho dù ở Đài Loan, Trung Hoa vẫn là cái nôi của phong kiến, hy vọng cô tránh vỏ dưa đừng gặp vỏ dừa. Khi nói về giải phóng văn hóa, cải cách xã hội thì nhóm Tự Lực Văn Đoàn có lẽ là những người đi tiên phong để thay đổi hệ thống quân sư phụ, trên đội dưới đạp, trọng nam khinh nữ, mẹ chồng nàng dâu khắc nghiệt của chế độ phong kiến. Năm 1932, nhóm Tự Lực Văn Đoàn do Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam sáng lập với chủ trương lúc nào cũng mới trẻ, yêu đời, có chí phấn đấu và tin ở sự tiến bộ. Theo chủ nghĩa bình dân, không có tính cách trưởng giả, quý phái, tôn trọng tự do cá nhân, làm cho người ta biết đạo khổng, không hợp thời nữa. Nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã đóng góp rất nhiều cho nền văn chương thơ phú và đã chuyển Việt ngữ trở thành quốc ngữ như ngày nay. Nhóm này quy tụ những ngòi bút đã cách mạng hóa cuộc sống phong kiến của người dân Việt cả ngàn năm nô lệ giặc Tàu, như Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo tức là Nguyễn Tường Long, Thạch Lam tức là Nguyễn Tường Lân, Tú Mỡ tức là Hồ Trọng Hiếu, Thế Lữ tức là Nguyễn Thứ Lễ, Xuân Diệu, Trần Tiêu, Trọng Lang, Huy Cận, với những tác phẩm như Hồn Bướm, Mơ Tiên bởi Khái Hưng, Đoạn Tuyệt bởi Nhất Linh, Tiêu Sơn Tráng Sĩ bởi Khái Hưng, Gánh Hàng Hoa bởi Khái Hưng, Nửa Chừng Xuân bởi Khái Hưng, Dưới Bóng Hoàng Lan bởi Thạch Lam, Một Người Say Rượu bởi Thế Lữ. Hãy lắng nghe bài thơ Hẹn Hò của thi sĩ Xuân Diệu. Anh đã nói từ khi vừa gặp gỡ, anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều. Em bằng lòng cho anh được phép yêu, anh sung sướng với chút tình vụn ấy. Em đáp lại, nói gì đau đớn vậy, vừa gặp anh em cũng đã mến rồi. Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi, chưa hy vọng sao anh liền thất vọng. Lời nói đó về sau đem gió sóng, cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi. Anh tưởng em là của anh rồi, em mắc nợ, anh đòi em cho được. Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước, lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu, tưởng có nhau, ai ngờ vẫn xa nhau. Em ác quá, lòng anh như tự xé. Tháng 3 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được ra đời, đặt thủ đô tại Hà Nội, mà Chủ tịch là ông Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch là Nguyễn Hải Thần, một người thuộc Đảng Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, và Nguyễn Tường Tam thuộc Đảng Việt Quốc, làm Bộ trưởng Ngoại giao. Nhắc lại trước đó, tháng 5 năm 1945, tại Trùng Khánh Trung Hoa, Nguyễn Tường Tam sáp nhập Đại Việt Dân Chính Đảng với Việt Nam Quốc dân Đảng. Nhưng mãi đến cuối năm 1945, tổ chức này ra công khai với danh xưng Mặt trận Quốc dân, đảng gọi chung là Việt Nam Quốc dân Đảng hay Việt Quốc. Thực dân Pháp lúc bấy giờ vừa mới chiếm lại miền Nam, vài tỉnh miền Nam Trung Phận và đang trên đường đến Quảng Nam và Huế. Chỉ 4 tháng sau ngày thành lập Chính phủ Liên hiệp, tức là tháng 7 năm 1946, khi tranh chấp giữa Việt Minh tức là Cộng sản và các phe đối lập quốc gia xảy ra, Nguyễn Hải Thần chạy trốn thoát sang Trung Quốc, Khái Hưng bị bắt giam tại một trại tù ở Việt Bắc. Vì quá ốm yếu, bị đi kiết và bị hành hạ với cuộc sống đầy ải của nhà tù, nên Khái Hưng chết ngày 17 tháng 11 năm 1947. Nguyễn Tường Tam vội vượt Trường Sơn vào Nam lánh nạn và định cư ở Đà Lạt. Mãi đến năm 1960, ông từ Đà Lạt về Sài Gòn thành lập Mặt trận Quốc dân Đoàn kết, ủng hộ cuộc đảo chính của Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Vương Văn Đông.
đảo tránh thất bại, ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm giam lỏng tại nhà riêng. Ngày 8 tháng 7 năm 1963 là ngày chính phủ Ngô Đình Diệm đưa ông ra tòa xét xử. Nguyễn Tường Tam dùng thuốc độc quyên sinh để phản đối chính quyền độc tài của Ngô Đình Diệm. Trong tờ di chúc, ông có để lại một câu nói rất nổi tiếng: đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử tôi cả. Tôi chống đối sự đó và tự hủy mình để cảnh cáo những người chà đạp mọi thứ tự do. Nhất Linh tuy ra đi, nhưng người quê tơ đôi bạn tối tăm, anh phải sống chứ sao đoạn tuyệt. Đời mưa gió lạnh lùng bướm trắng, buổi chiều vàng đâu nhỉ nắng thu. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã viết bài truy diệu cho ông rằng: than ôi, đời chính trị lông hồng reo núi thái, ngẩng đầu lên sấm sét vẫn chưa nguôi. Việc văn chương một tấc để ngàn thu, ngoảnh mặt lại đá vàng sao khỏi thẹn. Muốn gào to hồn phách anh linh, để vọng khắp giang sơn tam biến. Tuy cuộc đời chính trị của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam có vẻ phức tạp đầy sóng gió, nhưng có lẽ sự quan trọng nhất trong con người của ông và nhóm Tự Lực Văn Đoàn là ở tấm lòng tha thiết với sự canh tân đổi mới của văn học và văn hóa dân tộc. Thứ sáu, đạo lão. Lão Tử sinh vào ngày 14 tháng 9 năm 604 trước Tây Lịch, cách nay tức năm 2010 khoảng 1614 năm. Dựa theo chuyện Đông Châu Liệt Quốc thì ông sinh vào năm thứ ba đời vua Châu Định Vương thuộc nước Sở, tại ấp Khúc Lâu, làng Lạc, quận Tần. Tương truyền rằng mẹ của ngài là một người trinh nữ. Một hôm bà đứng dưới gốc cây lý, thấy trên cây có một trái lý chín rất tươi đẹp và thơm ngon, nên bà bèn với tay hái trái lý mà ăn. Từ đó bỗng nhiên bà có thai. Phụ thân của bà là một tướng sư, đoán biết con gái mình đang mang thai thánh nhân nên nuôi dưỡng bà rất kỹ lưỡng. Bà mang ngài ở trong thai 81 năm mà vẫn chưa sinh ra được. Một hôm bà ra đứng dưới cội cây lý hóng mát, bỗng nghe ở hông bên trái ngứa ngáy nên bà vội ngó xuống xem, thì thấy hông ấy da thịt tách ra một đường dài. Ngài liền theo đường nứt đó mà chào đời. Lúc ấy trên trời hiện ra 9 con rồng phun nước xuống tắm gội cho ngài. Vì ở trong thai 81 năm nên khi ra đời tóc râu của ngài đều bạc trắng cả. Vì vậy mà người đời gọi ngài là Lão Tử, tức là lão là già, tử là đồng tử, là đứa con nít. Tuy là con nít mà lại là ông già đầu râu tóc bạc. Vì không có cha và do ăn trái lý mà thọ thai ngài, nên mẹ của ngài lấy chữ Lý làm họ, đặt cho tên là Nhĩ Tự Bá Dương. Khi Đức Khổng Tử còn du học ở Lạc Ấp, có đến yết kiến Lão Tử thì được ngài dạy rằng: người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân đất. Ý nói là phải biết an phận thủ thường. Khác với Khổng Tử ngựa xe bôn ba lục quốc chư hầu, Lão Tử ẩn dật ở đất bái nước Châu. Thấy nhà Châu suy vi, Lão Tử bỏ đi. Khi đến ải Hàm Cốc, quan lệnh là Doãn Hỷ nói: ngài sắp đi ẩn, xin cố vì tôi viết sách để lại. Lão Tử nán lại vài ngày, soạn xong Đạo Đức Kinh với trên 5.000 chữ, gồm có 81 đoạn ca ngắn, để ở đó rồi cưỡi trâu mà đi. Lão Tử là người đầu tiên tại Trung Hoa đưa ra một quan niệm về vũ trụ, và những lời trong cuốn sách nhỏ này đã thấm sâu vào dân tộc và làm cốt lõi của văn hóa Trung Hoa. Về sau, vua nhà Đường đã thỉnh cầu Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang dịch Đạo Đức Kinh sang tiếng Phạn để phô trương văn hóa Trung Hoa cho người Ấn Độ. Đạo Đức Kinh tạo thú sống cho tao nhân quân tử, vừa là một tôn giáo cho giới bình dân ngưỡng vọng. Trọng tâm của học thuyết Lão Tử là đạo và đức. Theo ông, đạo là một, một sinh hai, hai sinh ba, và sau đó sinh ra vạn vật. Lão Tử đếm vài con số và nói như thế, nhưng phải hiểu rằng đạo thì không thể nói hay định nghĩa được. Nhưng đạo có trước vũ trụ và đạo là nguồn gốc của vũ trụ. Theo Lão Tử, trời đất muôn sinh vạn vật do đạo mà sinh thành. Đạo là cái hỗn mang chưa phân, là cái nguyên thủy và là sự vận động hằng hữu mà ta không thể cảm, không thể biết. Đạo vô danh, vô hình,
và là căn nguyên cốt lõi của muôn vật. Do đó, muôn vật đều khởi đi từ đạo, đi theo đạo và quay về đạo. Phần thứ hai là đức. Chữ đức ở đây không phải là đức hạnh hiểu theo lối luân lý thông thường, mà dựa theo Lão Tử thì đức là mầm sống ngấm ngầm trong vạn vật. Vì thế, đạo sinh ra, còn đức thì nuôi nấng. Cái đạo phi thường đạo được Lão Tử nói đến là thiên nhiên, năng lượng sức sống và sự vận hành của thiên nhiên. Còn đức là cứ theo tự nhiên mà sống, thuận theo thiên lý mà lưu hành. Trong cái đạo của vũ trụ đó, thiên nhiên và những quy luật của chúng tập hợp thành cái trụ cốt, cái bản thể. Còn trời đất và sinh linh là những thực thể có vị trí thích hợp và chức năng thích hợp theo một thể thức tự nhiên. Đạo chỉ biết được bằng trực quan chứ không phải bằng lý trí. Lão Tử không lập luận về đạo vì ông chống lý trí. Tư tưởng của Lão Tử là lý trí khiến ta nhìn cuộc đời với con mắt nhị nguyên. Trí năng khiến con người phân biệt cái hay cái dở nên sinh ra ham muốn. Ông chủ trương bỏ trí năng, bỏ văn tự, bỏ việc dạy dỗ dân để dân chúng sống mộc mạc tự nhiên. Một điểm then chốt khác của Lão Tử là ông nhìn sự vật thường xuyên biến đổi và nhận ra luật mâu thuẫn của vạn vật. Đó là cái yên tĩnh là chủ của cái sao động. Cái cao lấy cái thấp làm gốc, cái thật đầy thì giống như trống không. Con người thật khôn khéo thì giống như quá vụng về. Ông còn nhận ra luật phản phục ở bên trong vũ trụ. Đó là vật gì phát tới cực điểm thì phản hồi, hễ tăng rồi thì phải hao giảm, trăng tròn rồi lại khuyết, hết mùa đông tới mùa xuân. Tất cả đều là cùng tắc biến, biến tắc thông. Vũ trụ trong cùng một lúc bị chi phối bởi luật mâu thuẫn và luật phản phục, nên vạn vật đều nương tựa với nhau mà sinh tồn và tương tác tạo điều kiện cho nhau. Do đó, có và không cùng sinh, khó và dễ cùng thành, dài và ngắn cùng hình, cao và thấp cùng nghiêng, âm và thanh cùng họa, trước và sau cùng theo. Lão Tử cho rằng tuy đạo không thể hiểu, không thể nói, không thể bàn, nhưng loài người chỉ cần sống tốt nhất bằng việc đi trên con đường đạo. Song song với đạo, loài người sống với đức là sống không phân biệt nhị nguyên, không miễn cưỡng mà sống rất tự nhiên. Vi vô vi là một cách tự nhiên và đi đứng con đường vận hành của đạo. Đối với phép trị nước an dân, Lão Tử chủ trương một chính quyền theo thuyết vô vi nhi trị, nghĩa là trị mà như không trị, tức là nếu dùng trí thuật mà trị nước, tức là làm hại quốc gia. Chính quyền dựa theo ông gồm những người chất phác, ăn ở giản dị, không xa hoa. Họ không can thiệp vào chuyện của nhân dân, không dựa vào thánh nhân để dạy dỗ dân, không tôn quý hiền tài và không vận dụng lý trí để ứng xử với dân. Luật pháp phải rộng rãi và uyển chuyển, vì càng gia tăng luật lệ thì dân càng bị trói buộc khổ sở. Trọng dụng hiền tài chỉ làm dân tranh nhau để được tiếng là người hiền. Lão Tử triệt để bác bỏ chiến tranh. Theo ông, nước lớn mà hạ mình trước nước nhỏ thì được nước nhỏ thần phục. Nước nhỏ mà hạ mình trước nước lớn thì tất được nước lớn che chở. Bài đầu tiên trong Đạo Đức Kinh là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô, danh thiên địa, chi thủy. Hữu, danh vạn vật, chi mẫu. Cố, thường vô dục dĩ, quan kỳ diệu. Thường hữu dục dĩ, quan kỳ kiếu. Thử lưỡng, giả đồng, xuất nhi, dị danh. Đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền. Chúng diệu cho môn. Dịch là đạo có thể gọi là đạo, không phải là đạo thường. Tên có thể gọi là tên, không phải là tên thường. Không là tên gốc của trời đất, có là tên mẹ của muôn vật. Cho nên phải dẹp ham muốn để thấy chỗ vi diệu, phải giữ ham muốn để thấy chỗ biểu hiện. Cả hai, không và có, cùng sinh một nơi nhưng khác tên. Cả hai cùng huyền diệu, huyền diệu mấy tầng. Đó là cửa mọi biến hóa huyền diệu. Sau đó ông viết tiếp rằng thiên hạ giai chi mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ, giai chi thiện chi vi thiện, tu bất thiện dĩ. Cố, hữu vô tương sinh, nan dị tương thành,
Dịch là: khi thiên hạ biết cái đẹp là đẹp thì đã có cái xấu, biết điều lành là lành thì đã có không lành. Bởi vậy, có và không cùng sinh ra nhau, khó và dễ cùng tạo thành nhau. Và sau cùng ông viết: thiện giả bất mỹ, mỹ ngôn bất tín, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, chi giả bất bác, bác giả bất chi, thánh nhân bất tích. Ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu, ký dĩ dữ nhân, kỷ dũ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại, thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh. Dịch là: lời thật không hoa mỹ, lời hoa mỹ thì không thật. Kẻ tốt khỏi cần biện giải, kẻ biện giải khó tốt. Người hiểu biết không nhất thiết là người học rộng, người học rộng không hẳn là người hiểu biết. Bậc thánh nhân không thâu chứa tích chữ, càng giúp người mình càng được thêm nhiều, càng cho người mình lại càng có thêm cho mình. Đạo của trời lợi mà không hại, đạo của thánh nhân làm mà không tranh giành. Khi Khổng Tử được 51 tuổi mà vẫn chưa nghe được về đạo, nên ngài mới từ Bắc đi xuống đất Bái ở phương Nam để yết kiến Lão Tử. Lão Tử hỏi: ông lại đấy ư? Tôi nghe nói ông là người hiền phương Bắc, vậy ông có hiểu đạo không? Khổng Tử đáp: tôi chưa hiểu. Ông tìm đạo cách nào? Tôi tìm đạo trong độ số 5 năm mà không được. Rồi làm sao nữa? Rồi tôi tìm nó trong âm dương 12 năm mà không được. Trời có vận chuyển không? Đất có đứng im không? Mặt trời mặt trăng có tranh chỗ nhau không? Ai làm chủ tể cái đó? Ai duy trì cái đó? Ai vô sự mà đẩy cái đó khiến cho nó quay? Hoặc giả có một cái máy bí mật bất đắc dĩ chạy hoài chăng? Hay là vũ trụ tự nhiên vận chuyển mà không tự ngừng được chăng? Mưa là do mây chăng? Hay mây là do mưa? Ai làm cho mưa đổ? Ai vô sự mà cao hứng làm ra cái đó? Gió nổi ở phương Bắc, khi thì thổi qua Tây, khi thì thổi qua Đông, có lúc lại xoáy ốc mà cuốn lên cao. Ai hô hấp mà thành ra như vậy? Ai vô sự mà hướng gió về phía này phía khác và làm gió ngừng? Xin hỏi ông nguyên do ở đâu? Lão Tử lại nói tiếp: dĩ nhiên, nếu đạo mà có thể dâng cho người khác được thì ai cũng đem dâng nó lên vua rồi. Nếu nó có thể tặng được thì ai cũng tặng nó cho cha mẹ rồi. Nếu nó có thể bảo cho người khác hay được thì ai cũng bảo cho anh em rồi. Nhưng không được. Nguyên do như vậy: trong lòng không có bản chất của đạo thì đạo không lưu lại trong đó được. Ngoài không phối hợp với đối tượng thì đạo không vận hành được. Nếu phát động ở trong mà ngoài không tiếp thụ được thì thánh đức không hiện. Nếu phát động được ở ngoài mà trong lòng không có sẵn bản chất của đạo thì thánh đức không lưu lại. Danh vọng là của người khác cho mình, không nên nhận nhiều quá. Nhân và nghĩa là quán trọ của tiên vương, chỉ nên ghé đó một đêm, không nên ở lâu, vì ở lâu thì bị nhiều điều trách móc. Bậc trí nhân thời xa xưa mượn con đường nhân mà đi, ghé quán nghĩa mà nghỉ, chứ không ở đó lâu, nên mới có thành thơi tiêu dao. Sống đạm bạc thì sẽ được thỏa mãn. Ai nhắm việc làm giàu thì không từ bỏ được lợi lộc. Ai nhắm sự vinh hiển thì không từ bỏ được cái danh. Ai ham quyền thế thì không muốn nhường quyền bính cho người được. Nắm giữ nó thì run sợ, mà buông ra thì giàu dĩ. Những kẻ đó không có gì để tự răn mà hãm bớt thị dục. Nói chung, triết lý của ông gồm 4 điểm. Thứ nhất, nếu có thông minh thánh trí thì nên sống như kẻ ngu ngơ đần độn. Thứ hai, đời sống nên ẩn dật, không đua tranh với người. Thứ ba, xử thế nên nhu nhuyễn. Thứ tư, tánh tình nên giản phác. Sống lặng lẽ với thiên nhiên, không ôm hết vào mình, không tích lũy của cải, và nên cho người khác những gì mình đang có. Yếu thắng cương, mềm thắng cứng. Cho nên trong thế gian không có gì yếu bằng nước, nhưng cũng không có gì mạnh hơn nước. Vậy cứ thanh tịnh thì mọi vật đâu sẽ vào đó. Cho nên đối với Lão Tử, không tranh với ai nên không ai tranh được với mình. Tóm lại, nền minh triết của đạo đức kinh lúc đầu
là món triết học rất cao siêu, nhưng rất tiếc về sau cái học thuyết đó bị các đệ tử cộng thêm phần phép thuật biến hóa chế linh đan để được sống trường sinh bất tử. Thành tiên Ngao Du Sơn Thủy và phần thuật số tu luyện đạo phù thủy rồi dần dần biến thành một tôn giáo thần bí, đồng cốt và cô hồn cũng do các đệ tử của lão tử bày ra. Đồng cốt thờ chư vị như Liễu Hạnh công chúa, Cửu Thiên huyền nữ, các vị hoàng tử, các cô các cậu, còn cô hồn thờ ông Chiêu và bà Dí là hai người có nhiệm vụ đi chiêu âm hồn muốn gọi. Một biến thể khác của đạo lão được nhiều người Việt Nam ưa thích và tin tưởng là tục xin xăm bói quẻ. Nói chung, những mê tín dị đoan này được giới bình dân là những người ít học tin tưởng. Ngày nay rất nhiều chùa Phật giáo vẫn còn tục lệ xin xăm bói quẻ thì đủ biết tinh thần Phật Pháp sa sút đến chừng nào. Dựa theo sự phân tích ở trên thì đạo lão gần gũi với đạo Phật hơn đạo Nho. Hai tư tưởng Phật giáo và lão giáo tuy có đôi phần giống nhau về khuynh hướng siêu hình và tiêu cực đối với nhân sinh, nhưng về thực chất thì lão giáo và Phật giáo hoàn toàn khác biệt. Đạo lão lấy bản thể làm đạo và theo pháp tự nhiên, và họ coi vũ trụ vạn hữu đều do tự nhiên mà sinh ra. Trong khi đó, Phật giáo lấy bản thể làm tâm, cho nên vũ trụ vạn vật đều do tâm. Vì không thông hiểu sự dị biệt mới sinh ra trào lưu Nho, Thích, Đạo, tức là tam giáo đồng nguyên. Chính trào lưu này đã làm cho Phật giáo bị biến chế, mê tín dị đoan là niềm tin nơi sự tế độ của thần linh, nhất là những khi con người gặp phải tai nạn, bệnh tật hay những điều bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Người ta coi Phật như một vị thần linh có thể ban phước hay cứu độ, nên đã cầu Phật như cầu các vị thần linh khác. Vì thế, người đệ tử Phật không còn nương tựa vào chánh pháp, vào tam tạng kinh điển, vào tham thiền, niệm Phật, vào khả năng tự giác của mình, mà chạy theo bùa chú, cờ phướn, đèn lồng, đánh trống thổi kèn để trừ ma yểm quỷ. Mặc dù Phật giáo du nhập vào Trung Hoa rất lâu, nhưng người Trung Hoa tin tưởng sai lầm rằng Đức Phật và các bậc thánh nhân của Trung Hoa như Lão Tử và Trang Tử đã nhận ra cùng chân lý giống như nhau. Tuy Lão Tử và Khổng Tử là những vị thánh của thế gian, nhưng duy chỉ có Đức Phật là vị thánh của cả thế gian và suốt thế gian. Vào cuối thế kỷ thứ tư, có Ngài Huệ Viễn vào năm 334-416, sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, là một người trước kia theo lão giáo và ngay cả sau khi tin theo Phật giáo vẫn còn dùng những tác phẩm của Trang Tử để diễn giải về Phật giáo. Vào thế kỷ thứ ba có Vương Phù, sống vào đời Huệ Đế nhà Tây Tấn, thường tranh luận với vị tăng Phật giáo là Bách Viên, nhưng lần nào cũng thua nên viết một cuốn sách khá nổi tiếng. Trong đó ông trình bày một cách trơ trẽn rằng Phật giáo như là kết quả của sự giáo hóa những người man dợ do Lão Tử thực hiện. Ngay cả đến thế kỷ thứ năm, rất nhiều người theo lão giáo vẫn xem Phật giáo như một phương pháp được vận dụng thêm để đạt đến mục đích của lão giáo. Trong thời cận đại, bộ phim Tây Du Ký mà tác giả và đạo diễn Ngô Thừa Ân đã dựa vào cuốn Đại Đường Tây Vực Ký của Ngài Huyền Trang làm thành phim, nhưng ông ta đã xuyên tạc và bôi bác Phật giáo, khiến những vị cao tăng như Hòa Thượng Hư Vân phải lên tiếng như sau. Trong Đời Đường, Pháp Sư Huyền Trang có viết quyển Tây Du Ký. Nội dung của quyển này vốn là những lời chân thật, song chuyện Tây Du Ký được lưu truyền trên thế gian hoàn toàn là những lời ma quỷ. Hòa Thượng Bạch Vân ở chùa Bạch Vân giảng kinh đạo đức, khiến rất nhiều đạo sĩ, tức là tín đồ lão giáo, xuất gia làm tăng sĩ. Do đó, các đạo sĩ tại trường Xuân Quán không vừa lòng, nên nói dối là theo lệnh quán quân, sửa trường Xuân Quán thành chùa Trường Xuân và chùa Bạch Vân thành Bạch Vân Quán. Các đạo sĩ tự viết ra quyển tiểu thuyết Tây Du Ký để phỉ báng Phật giáo. Xem xét kỹ càng quyển tiểu thuyết Tây Du Ký này thì sẽ thấy chân tướng của họ. Sự lợi hại nhất là họ chẳng hề ghi lại việc Pháp Sư Huyền Quang mang kinh vượt qua các bãi sa mạc mà trở về bổn quốc. Họ viết là Pháp Sư Huyền Quang chỉ lưu lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Những kinh điển do Pháp Sư Huyền Quang phiên dịch, họ hoàn toàn bỏ qua, không nhắc đến. Thế nhân rất tin tưởng vào quyển truyện Tây Du Ký giả dối đó, khiến quyển Tây Du Ký chân thật lại bị chôn vùi. Để đối đầu lại quyển Tây Du Ký giả dối, các Phật tử viết ra bộ Phong Thần để phỉ báng các đạo sĩ. Quyển truyện này nói rằng các đạo sĩ dầu tu bao nhiêu số kiếp nhưng vẫn còn tâm sân hận, chém giết lẫn nhau. Xem hai quyển truyện này, nếu không biết rằng chư Phật tử cùng các đạo sĩ phỉ báng lẫn nhau thì sẽ lập nhận giả thành chân. Vì vậy, khi xem sách vở thế tục phải phân biệt rõ ràng điều thị phi, đúng sai, tà chánh. Nhưng nếu bây giờ nhìn bộ phim Tây Du Ký qua lăng kính của duy thức học, thì những nhân vật chính như Ngài Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới và Sa Tăng là biểu tượng cho Bát Thức Tâm Vương. Tôn Ngộ Không có tài thiên biến vạn hóa, phân biệt chánh tà quá rõ ràng, thì ông là đại diện cho ý thức. Chư Bát Giới biểu hiện cho lòng tham đắm dục tình, nghĩa là đại diện cho bản ngã, tức là mạt na thức. Còn Sa Tăng thì thấy sao biết vậy, tức là đại diện cho tiền ngũ thức, là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức và thân thức. Tiền ngũ thức tức là cái thấy biết chưa có sự phân biệt. Thí dụ như thấy có người nào vào nhà thì cái thấy này là nhãn thức. Nhưng nếu quan sát kỹ thì thấy người đó là người đàn ông cao lớn ở tuổi 50 thì cái thấy bây giờ là do ý thức phân biệt mà có. Sau cùng, Ngài Đường Tăng là đại diện cho A Lại Gia Thức, là cái kho chất chứa tất cả. Vậy Ngài chất chứa cái gì? Trong cuộc hành trình dài suốt 17 năm, phải mất 2 năm đi và 2 năm về, Ngài chỉ ghi nhận rất chi tiết tất cả 128 quốc gia lớn nhỏ khác nhau, từ địa dư, phong tục, tôn giáo. Và quan trọng hơn hết là Ngài đã thâm hiểu rất tường tận những kinh điển mà trong suốt 13 năm Ngài du học ở Ấn Độ. Ngay cả những danh từ Phật học được dịch từ Phạn ngữ cũng bị đệ tử lão giáo bóp méo. Thí dụ chữ đạo, theo Phật giáo là con đường, còn theo lão tử thì đạo là căn nguyên cốt lõi của muôn vật thế, thì ý nghĩa hai chữ đạo hoàn toàn khác biệt, đâu có dính dấp gì nhau. Phật giáo, Nho giáo và lão giáo tuy khác hẳn nhau về căn bản tín ngưỡng, nhưng người Trung Hoa và Việt Nam lại tin tưởng lẫn lộn như là một tín ngưỡng. Sự lẫn lộn này đã biến thể đạo Phật, khiến Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu, một nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng của Việt Nam trong Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học đã than rằng: đau đớn thay, lạ lùng thay, muốn bênh vực rằng Phật giáo không phải là một đạo mê tín hoang đường thì sờ sờ ra đó biết bao nhiêu là chuyện huyền hoặc hoặc dị đoan. Muốn bảo chữa cho Phật giáo không phải là một đạo hữu thần thì nhan nhãn ra đó cũng cầu xin, cũng chuộc tội, có khác nào những kẻ ỷ lại thần quyền. Thượng tọa Thích Tuệ Giác cũng nói rằng, thời kỳ suy đồi, Phật giáo bị phái nhà Nho công kích, không được nhà vua săn sóc đến nữa. Lâu dần thành một tôn giáo của dân chúng, không có tổ chức, hệ thống gì nữa. Các tăng ni phần nhiều là ít học, bày ra các mối dị đoan, các lễ nghi phiền phức, còn giáo lý cao siêu của nhà Phật ít người hiểu đến. Ngay cả học giả Trần Trọng Kim cũng thốt lên rằng, ai đem sự mê tín mà theo đạo Phật là người làm điều trái hẳn với đạo Phật. Tam giáo và mê tín dị đoan đã ảnh hưởng sâu rộng đến tín ngưỡng, văn hóa và tập quán của người Trung Hoa, cũng như ăn sâu vào cuộc sống của người dân Việt Nam. Cho nên tục thờ thần, thờ cúng ông bà, thần tài, quan thánh, Phật bà Quán Âm, thánh mẫu, xin xăm, bói quẻ được phổ biến khắp nơi. Tử vi bói toán là một khoa chuyên giải đoán về vận mệnh, tình duyên, gia đạo, thời vận, thịnh suy, chọn ngày giờ tốt để khai trương động đất, chọn hướng nhà tùy theo tuổi, chọn ngày cưới gả hay chôn cất, xem tuổi cho hôn nhân cũng như hóa giải xung khắc vợ chồng dựa vào ngày giờ tháng và năm sinh của họ. Khoa tâm lý học của Tây phương ngày nay xác định rằng những người thích tử vi bói toán là những người mê tín dị đoan, thường tin vào những đấng thần linh. Nếu là Phật tử thì họ xem Đức Phật là một đấng linh thiêng tối cao, có thể ban vui giáng họa. Đây là những người có tâm mong cầu và bất an, nghĩa là những người thiếu tự tin nơi chính mình,
và dĩ nhiên không có định hướng cho cuộc sống. Đạo Phật dạy chúng sinh tin sâu vào nhân quả, tin vào khả năng tự hóa giải hết vô minh phiền não của chính mình, mà giáo lý Đức Phật chính là con đường sáng, là ngọn đuốc tuệ để cho chúng sinh nương theo đó mà đi. Dựa theo đạo Phật thì không có tha nhân nào có thể ban vui hay giáng họa cho ai cả. Những bất hạnh khổ đau hay những hạnh phúc chúng sinh thọ báo trong đời này chẳng qua chỉ là quả báo mà họ đã tạo tác từ đời quá khứ hiện đến mà thôi. Con người không thể trách trời oán Phật vì những bất hạnh đau khổ của cuộc đời, vì nó là quả báo do chính họ đã tác tạo, chứ Phật trời không can dự vào. Muốn hạnh phúc thì nên làm thiện, bố thí, gây nhân đức. Ngược lại, làm chuyện bạo tàn, gây nhân ác, lợi mình hại người thì phải chịu quả khổ. Thế thôi. Nếu chúng sinh có thể phá bỏ được vị ngã, tức là bớt tham sân si, khiến cho họ bớt tham cầu cho riêng mình, thì tâm của họ được rỗng rang, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nên chính họ sẽ có cuộc sống an vui tự tại, và chuyện gia đạo, vợ chồng con cái cũng vì thế mà có hạnh phúc và không còn rắc rối. Con người có khổ cũng bởi vì cố bám víu vào cái bản ngã giả tạo, nên cái gì cũng vì mình, cho mình, làm cuộc sống trở thành bất toại ý. Bởi vì càng tham thì càng khổ, cũng như người đang khát mà uống nước muối vậy, càng uống càng khát. Nhà cửa, vật dụng là những vật vô tri vô giác, ngay cả ngày giờ cũng là giả tạm do con người đặt ra. Phước đức phải tạo mới có, phải vun bồi mới được, chứ không thể sửa cái giường, cái bếp thì được giàu sang phú quý. Phước là làm lợi ích cho người mà có, còn đức là cái tốt của tự tâm. Tâm có tốt thì việc làm thiện mới được chu đáo và lâu bền. Còn đức có sâu thì phước mới lớn. Vì thế khi làm việc thiện, con người nên củng cố thêm chất tốt của nội tâm mình. Ngược lại, nếu có người làm phước mà không có đức, tức là giúp người với lòng vị kỷ, thì cái phước sẽ không thể phát triển rộng lớn được. Người Tây Phương đâu có biết phong thủy mà họ có cuộc sống giàu sang sung túc, vì họ biết bố thí, cúng dường, làm phước. Trong khi người Trung Hoa thì lúc nào cũng tin tưởng phong thủy, cúng sao giải hạn, đốt giấy tiền vàng. Mà tại sao cả tỷ dân, cái nghèo, cái khổ, nó vẫn đeo đuổi hoài? Đối với Phật giáo thì ngày nào, giờ nào, tháng nào cũng tốt cả, nếu chúng sinh có tâm thiện, tâm tốt. Ngược lại, tâm không sáng suốt, bất thiện, cho dù có chọn ngày thìn, giờ mẹo, cũng gặp bất hạnh như thường. Nhà tỷ phú Bill Gates đâu có chọn ngày giờ để mở công ty Microsoft mà ông vẫn thành công như diều gặp gió. Còn chúng ta thì nay tin theo phong thủy, mai chọn hướng, mốt sửa giường, sửa bếp. Mà tại sao cái nghèo, cái khổ cứ đeo mãi trên vai? Giàu có là do phước đức chứ không phải do ông thầy bói. Vì thế Đức Phật dạy rằng: chư ác mạc tác, chứng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là tất cả các nghiệp ác chớ có làm, nên làm tất cả các việc lành, cố gắng làm cho tâm ý được thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Đạo Phật phát xuất từ Ấn Độ, tư tưởng Đại Thừa cũng phát xuất từ Ấn Độ chứ không phải khởi nguyên từ Trung Hoa. Thế mà khi Đạo Phật truyền sang đất nước này liền bị quốc hữu hóa, và họ biến Phật giáo từ một tôn giáo không có tín ngưỡng trở thành một tôn giáo với vô số thần linh mê tín dị đoan. Phật giáo là một tôn giáo tự nó chứa đựng một nền triết lý cao siêu nhất, là mẹ đẻ của tất cả những triết lý Đông Tây từ cổ đến kim. Nó bao gồm từ tục đế, tức là thế giới hiện tượng, đến chân đế, tức là thế giới bản thể vô vi thanh tịnh, là đệ nhất nghĩa đế. Phật giáo khai thị giúp cho chúng sinh thấu biết rõ ràng, rốt ráo, tự mình rời sự tướng mà nhập vào bản thể thanh tịnh để có an vui tự tại. Chẳng những thế, giáo lý Đức Phật rất thực tế, giúp cho chúng sinh có sự an lạc trong mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp, chứ không ảo huyền bi quan tiêu cực như lão giáo. Thế mà những đạo sĩ Trung Hoa vì nặng óc phong kiến, tán kỷ hủy tha, cho nên họ mới ngông cuồng lý luận rằng Phật giáo là do lão giáo mà ra. Thứ bảy, Phật giáo mật tông. Ở Ấn Độ,
vào thế kỷ thứ 7 được xem như là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của Mật giáo với sự xuất hiện của Bộ Kinh Đại Nhật. Dưới triều đại của Vương triều Pala, tức là năm 750-1150 ở Bang Gen, chính nhà vua Dhammapala đã nhiệt thành ủng hộ xây dựng tu viện Vikramasila để làm trung tâm truyền bá Mật giáo. Ngài Long Thọ năm 600-650 thuộc dòng Bà La Môn. Sau nhiều năm tu học tại tu viện Nalanda và sau đó đến vương xá tu thêm 12 năm thì đắc thành quả Đại Thủ Ấn Tất Địa. Từ đó, ông được xem là vị tổ sư của Phật giáo. Phật giáo Tây Tạng cho rằng Long Thọ vào thế kỷ thứ 7 và Long Thọ Luận Sư, tức là Bồ Tát Long Thọ, tác giả của Bộ Luận Đại Trí Độ của thế kỷ thứ 2 là một. Long Thọ có một đệ tử truyền pháp là Long Trí. Long Trí cũng thuộc dòng Bà La Môn nhưng lại thường đi ăn trộm. Một hôm Ngài Long Thọ đang ở tịnh xá Suvana, Long Trí đến trình xem, thấy Ngài Long Thọ đang ăn bằng một cái bát vàng nên có ý định đánh cắp. Ngài Long Thọ biết tâm ý của Long Trí, liền ném cái bát cho Long Trí. Hết sức kinh ngạc và cảm phục, Long Trí xin đi theo tu học và được Long Thọ làm phép quán đảnh, tức là thọ quy y nhập môn. Sau 12 năm tu luyện, Long Trí cũng chứng ngộ thánh quả. Ở Nam Ấn Độ có Ngài Kim Cương Trí năm 663-723, lúc mới 15 tuổi đã qua Tây Ân học về nhân minh luận với Ngài Pháp Xứng. Sau đó tham học về luận, trung quán luận, du già luận, duy thức luận và sau cùng đến Nam Ân tu học và nghiên cứu kinh Kim Cang Định với Ngài Long Trí gần 7 năm. Năm 720 Ngài qua Trung Hoa và đến Lạc Dương để truyền bá Mật giáo. Ngài là vị tổ đầu tiên của Mật tông Trung Hoa, đồng thời với Ngài Thiện Vô Úy. Ngài Kim Cương Trí có một đệ tử rất xuất sắc là Bất Không Kim Cương. Ngài gốc là người Bắc Ấn Độ, thọ sa di năm 15 tuổi theo thầy đến Lạc Dương và thọ tỳ kheo giới năm 20 tuổi. Sau 12 năm tu thông suốt Mật giáo, lúc đó Ngài Kim Cương Trí đã mất, liền cùng với các đệ tử qua Tích Lan nghiên cứu giáo lý Kim Cương, đỉnh Du Già và Đại Nhật Thai Tạng. Khi về lại Trường An, Ngài mang theo rất nhiều kinh điển và bắt đầu dịch thuật. Ngài còn là quốc sư của ba triều Vô Huyền Tông, Túc Tông và Đại Tông. Ngoài Kim Cương Trí, Ngài Long Trí còn có một đệ tử xuất sắc khác nữa là Ngài Thiện Vô Úy, năm 637-735. Trước khi xuất gia và tu học ở tu viện Nalanda, ông là một vị vua xứ Orissa. Ông rất thâm hiểu chân ngôn và ấn quyết của Du Già nên đến năm 716, Ngài đến Trung Hoa vào đời Vô Huyền Tông trước Ngài Kim Cang Trí 4 năm, được coi là vị tổ sư Mật Tông Trung Hoa và được nhà vua trọng đãi. Công trình dịch thuật của Ngài gồm có Đại Nhật Kinh, Tô Tất Địa Yết La Kinh và những đệ tử xuất sắc của Ngài. Có Ngài Nhất Hạnh, Huyền Siêu, Minh Trí, Nghĩa Lâm. Mật giáo Ấn Độ được khởi xướng và truyền bá do các cao tăng như Long Thọ, Long Trí, Kim Cương Trí và Thiện Vô Úy. Trên phương diện giáo nghĩa và hành trì, họ chia mật giáo thành hai phái Chân Ngôn Thừa và Kim Cương Thừa, dựa theo hai bộ kinh Đại Nhật và Kim Cương Đỉnh. Nhưng khi truyền qua Trung Hoa thì hai dòng phái được hợp nhất vào thời Ngài Nhất Hạnh. Ở Trung Hoa, tuy không chiếm giữ địa vị lớn như Phật giáo Đại Thừa, nhưng Mật Tông cũng phát triển mạnh và đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa nghệ thuật Trung Hoa. Triết lý của Mật Tông dựa trên lý Bát Nhã Ba La Mật và giáo lý Hoa Nghiêm cộng thêm với duy thức học. Triết lý và phương pháp hành trì của Mật Tông cơ bản vẫn được xây dựng theo tiến trình giới định tuệ như tất cả mọi đường lối tu tập khác của Phật giáo, để cuối cùng thể nhập thực tại của tánh không và vô ngã. Giáo lý của Mật Tông thâm sâu, nghĩa lý quá bí mật và phương pháp tu hành vô cùng phức tạp, cho nên đòi hỏi hành giả phải nghiên cứu sâu rộng và hành trì nghiêm túc, may ra mới có cái nhìn chính xác và đầy đủ. Chính sự phức tạp và huyền bí nên Mật Tông chỉ truyền qua Tây Tạng, Trung Hoa và Mông Cổ mà khó phát triển ở những nơi khác. Thứ 8,
Mật giáo Mật tông Tây Tạng. Sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng có những nét đặc thù mà có lẽ không có nước nào khác trên thế giới có được. Vào năm 641, vua Đường Thái Tông của Trung Hoa gả công chúa Văn Thành cho vua Tây Tạng. Vị công chúa này là người thông minh có học và là một Phật tử thuần thành. Vua Tây Tạng còn có một người vợ khác là công chúa Ba Lợi Khố Cơ của nước Ni Bạc Nhĩ, cũng là người có học thức, nên cả hai khuyên nhà vua cử người sang Ấn Độ và Trung Hoa để thỉnh các vị tăng sĩ Phật giáo đến Tây Tạng truyền pháp, và đồng thời cũng cử một phái đoàn gồm 18 người do đại thần Thoan Mi San Đô Ta dẫn đầu sang Ấn Độ du học. Khi học xong, những người này về nước chế ra chữ viết riêng cho Tây Tạng dựa theo chữ viết tiếng Phạn để có thể phiên dịch kinh điển Phật giáo sang Tạng ngữ. Sự hình thành một loại chữ viết và việc phiên dịch kinh điển Phật giáo sang Tạng ngữ là một công trình hết sức phức tạp, nhưng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. Nửa thế kỷ sau đó, năm 710, vua Đường Duệ Tông lại gả công chúa Kim Thành cho vua Tây Tạng đời thứ 35, là Khí Lệ Xúc Tán. Vị công chúa này mang đến cho Tây Tạng rất nhiều kinh thư và sách vở của Trung Hoa. Năm 787, ngôi chùa đầu tiên của Tây Tạng có tên là chùa Sami, tức là Tang Duyên, được xây dựng và hoàn thành về phía đông nam thủ đô Lhasa, và đây là nơi mà vị cao tăng Ấn Độ Sankarasita, tức là Tịch Hộ, đến hoằng hóa trong suốt 13 năm, thề theo lời mời của vua Rishang Desen. Sau đó, có nhiều ngôi chùa khác được xây dựng khắp nơi và nhiều vị cao tăng Ấn Độ được mời sang Tây Tạng để hoằng pháp. Thời gian này được xem là thời kỳ phát triển mạnh nhất của Phật giáo Tây Tạng. Với sự hỗ trợ của vua Grihapakan, Phật giáo đã đẩy lui những ảnh hưởng của tôn giáo thần chú, bùa ngải địa phương Bonpa. Mặc dù Phật giáo phát triển mạnh, nhưng người dân Tây Tạng vẫn ưa chuộng huyền thuật hay phép màu do ảnh hưởng lâu đời của đạo Bonpa để lại. Ảnh hưởng này ngấm ngầm chi phối dân Tây Tạng trong việc tiếp nhận các luồng tư tưởng Phật giáo khác. Theo chiều dài của lịch sử, Phật giáo Tây Tạng chịu ảnh hưởng của 4 luồng tư tưởng. Đó là, thứ nhất, luồng tư tưởng này đến từ phương Nam và là sự tổng hợp các tư tưởng Đại Thừa do một số học giả bậc nhất của Đại học Ma Kiệt Đà truyền đến. Họ đã sắp xếp nội dung bộ Bát Nhã Ba La Mật thành 25.000 bài kệ có đánh số rõ ràng, và đây được xem như là bước đầu tiên trong việc thiền quán về bộ kinh này. Vì đã được chú giải trước ở Ấn Độ, nên khi truyền đến Tây Tạng thì bộ Huyền Quán Trang Nghiêm Luận đã trở thành nền tảng căn bản để đào luyện những tư tưởng cao hơn mà không lệ thuộc hệ thống Mật Tông. Thứ hai, luồng tư tưởng thứ hai đến từ phía Đông là của phái Nhất Thiết Hữu Bộ. Tuy được sự thỉnh mời của vua Tây Tạng, nhưng phái bộ này không bao lâu đã trở thành mờ nhạt vì người dân Tây Tạng không mấy tích cực về những giáo lý mà chỉ thích phép màu thần thông. Thứ ba, luồng tư tưởng thứ ba cũng đến từ phía Đông do các thiền sư Trung Hoa chuyển sang. Các vị này đã có rất nhiều nỗ lực để chuyển lối sống của người dân Tây Tạng sang theo lối Đại Thừa, nhưng sau đó vì ảnh hưởng của Mật Tông nên họ đã bị thất bại hoàn toàn và bắt buộc phải rời khỏi Tây Tạng. Khoảng năm 775 có cuộc đấu tranh dữ dội giữa những đồ đệ của các bậc thầy Trung Hoa, tức là Đại Thừa, và những đồ đệ của bậc thầy Mật Tông. Các tu sĩ Trung Hoa bị dồn ép ác liệt và kết quả là họ bị đuổi ra khỏi xứ này. Đây có lẽ đánh dấu cho sự cáo chung của Phật giáo Đại Thừa bắt đầu truyền vào Tây Tạng vào thời công chúa Văn Thành. Thứ tư, luồng tư tưởng thứ tư là do Đại sư Liên Hoa Xanh được vua Tây Tạng Ngật Lật Song Đề Tán năm 755-797 thỉnh từ xứ U Đà Na, miền Bắc Ấn Độ. Khi nhận lời mời đến Tây Tạng, đại sư còn đem theo 25 vị đệ tử rất nổi tiếng, có tài thần thông biến hóa, hàng phục ma chướng tà đạo. Ấn tượng mà Ngài Liên Hoa Xanh tạo ra với Tây Tạng phần lớn là nhờ vào việc thực hiện những phép màu, có tài chinh phục ma quỷ và khả năng thần thông biến hóa rất gần gũi với đạo Bonpa, nên được dân Tây Tạng tiếp nhận rất cuồng nhiệt.
Những huyền thoại để lại về Ngài có thể đã vượt qua những sự kiện lịch sử, vì dân Tây Tạng xem Ngài là Đức Phật Thích Ca tái thế. Sự dung hợp và tiếp thu các luồng tư tưởng theo khuynh hướng đặc thù của người dân Tây Tạng đã biến Phật giáo Tây Tạng đậm màu sắc của những huyền thuật và phép màu. Ngài Liên Hoa Xanh là người sáng lập ra tông phái Ninh Mã, được gọi là cổ phái và vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Ngài cũng là tác giả của cuốn sách Tử Thư, xây dựng tu viện Tang Duyên và được coi là tổ sư của Phật giáo Tây Tạng. Vì thế, Phật giáo Tây Tạng không còn ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa nữa, mà được xem như là Phật giáo mật tông đậm màu sắc thần linh, lễ nghi, bùa chú, ấn quyết, xuất quỷ nhập thần rất phức tạp. Tuy nhiên, thế gian việc gì bạo phát thì bạo tàn, vì thế việc phát triển quá nhanh chóng của Phật giáo tại Tây Tạng cũng không ngoài ngoại lệ này. Năm 836, khi vua Tây Tạng đời thứ 39 là Lang Đa Ma lên ngôi thì ông cố gắng tích cực để tiêu diệt Phật giáo, vì ông là một tín đồ thuần thành của đạo Bonpa. Sau khi đàn áp Phật giáo được 6 năm, ông bị một lạt ma dùng cung bắn chết vào năm 842. Tuy đã giết chết nhà vua, nhưng tình hình Tây Tạng càng ngày càng đi vào chỗ tối tăm, vì các nhóm thế lực tranh giành quyền lực khiến cho nước Tây Tạng bị chia năm xẻ bảy, làm cho đời sống dân Tây Tạng cực kỳ khổ sở. Triều đình thẳng tay đàn áp Phật giáo và buộc các tăng sĩ phải đi làm thợ săn, đồ tể, và họ đốt phá kinh điển cũng như chùa chiền. Để chống lại bọn Bonpa, Phật giáo Tây Tạng tìm cách tái lập quan hệ với Ấn Độ để thỉnh mời các tăng sĩ sang truyền Pháp. Trong khi ở Tây Tạng, vua Lang Đa Ma cố tình tiêu diệt Phật giáo, thì vào thời điểm đó, tức là vào năm 845 ở Trung Hoa, cũng xảy ra tình trạng đàn áp và hủy diệt Phật giáo do vua Đường Vũ Tông đề xướng. Nhà vua đã ra lệnh hủy hoại trên 1.600 ngôi chùa lớn và bức bách trên 260.000 tăng ni phải hoàn tục. Vua còn ra lệnh đốt hết tất cả kinh điển Phật giáo, đập phá tượng Phật, tịch thu ruộng đất nhà chùa và thu góp các chuông đồng để đúc thành tiền. Cũng giống như ở Tây Tạng, sau pháp nạn, nhà Đường ngày càng lâm vào cảnh suy vi, u ám và lọa lạc. Cho đến năm 907, nhà Đường bị Chu Toàn Trung diệt mất mà lập ra nhà Hậu Lương. Một trong số những người đã có công chấn hưng Phật giáo Tây Tạng là Rinchen Zanpo. Năm 985-1055, ông đã sang Ấn Độ và được thọ giáo với 70 vị danh tăng. Cho nên khi về nước, ông còn mời rất nhiều vị đến Tây Tạng giúp cho ông trong việc phục hưng Phật giáo Tây Tạng. Các vị danh tăng Ấn Độ khi vào Tây Tạng có mang theo rất nhiều kinh điển mật tông như Nhất Thiết Như Lai Kim Cang, Tam Nghiệp, Tối Thượng, Bí Mật, Đại Giáo Vương, được dịch sang Tạng ngữ. Những yếu tố thiên về mật tông trong thời điểm này khiến cho hầu hết các tông phái Phật giáo ở Tây Tạng đều mang đậm sắc thái của mật tông. Những sự đàn áp của triều đình không bóp chết được niềm tin mãnh liệt đã được nảy nở trong lòng người dân Tây Tạng. Vì thế, cho dù Phật giáo Tây Tạng chịu sự đàn áp sắp đến chỗ tiêu diệt đến cuối thế kỷ thứ 10 và mãi đến thế kỷ thứ 11 mới được khôi phục. Năm 1041, có vị đại sư Atissa. Năm 982-1054, lúc bấy giờ đang chủ trì tại tu viện Vrikamalisa ở miền Bắc Ấn Độ, nhận lời mời của vua Jeseo để đến Tây Tạng. Ông lấy triết học, tánh không và duy thức làm tư tưởng cho Phật giáo Tây Tạng và đã sắp xếp toàn bộ hệ thống kinh sách, làm ảnh hưởng rất lớn đến các hệ tư tưởng mật tông Tây Tạng. Ông nghĩ rằng một trong những khó khăn của Phật giáo là có quá nhiều pháp môn để tu giải thoát, nên ông giới thiệu tác phẩm Minh Đăng Thánh Đạo để giúp cho chúng sinh thực hành dựa theo 3 trình độ phát triển tâm linh. Mức độ thấp nhất là những người muốn tìm cầu hạnh phúc trong thế gian này và chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Mức độ thứ hai là những người cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình, nhưng khôn ngoan hơn là chọn một cuộc sống đạo đức và tìm cầu trong sạch. Mức độ cao nhất là những người trong tâm đã hoàn toàn thanh tịnh giải thoát, nhưng tác phẩm này chỉ được phát huy tối đa vào khoảng 300 năm sau với sự xuất hiện của Ngài Tông Khách Ba.
Đại sư Tông Khách Ba năm 1357-1419, sinh tại Amdo thuộc vùng Tây Bắc Tây Tạng, xuất gia lúc còn nhỏ và tham học với nhiều vị đại sư khác nhau. Ông sáng lập ra tông phái Hoàng Mạo Phái, tức là phái Mũ Vàng, một tông phái quan trọng nhất của Tây Tạng hiện nay. Ông chủ trương xét lại toàn bộ kinh điển và tổng kết thành hai tác phẩm chính, Bồ Đề Đạo Thứ Đệ, tiêu biểu cho đường lối tu tập hiền giáo, và Chân Ngôn Đạo Thứ Đệ, tiêu biểu cho đường lối mật giáo. Trước khi mất, ông di chúc lại cho hai đệ tử là Dalai Lama và Panchen Lama, tức là Đạt Lai Lạt Ma, nghĩa là từ bi, và Ban Thiền Lạt Ma, nghĩa là trí tuệ. Sự hình thành của các tông phái Phật giáo Tây Tạng diễn ra khoảng 400 năm, do chính người Tây Tạng thành lập cho thích hợp với tinh thần và xã hội của họ, mà yếu tố quyền thuật, phép màu hay thần thông hầu hết đều mang nặng màu sắc của mật tông, đã từng gắn bó lâu dài với người dân bản xứ. Để chống lại sự đàn áp của nhóm Bonpa, Phật giáo Tây Tạng đã được tổ chức thành những môn phái giáo hội, nhưng chính sự tổ chức này đã đưa Phật giáo vào con đường suy vong. Vì có nhiều giáo hội tông phái, dần dần các tu sĩ đã trở nên lười biếng, không giữ gìn giới luật và coi việc tu hành như một nghề nghiệp hướng dẫn tinh thần cho quần chúng hơn là tu thân cầu giải thoát. Tệ hại hơn nữa, các nghi thức hành lễ để suy gẫm lời Phật dạy đã biến thành cúng vái, xin xỏ, lên đồng, nhập cốt, giải đáp lá số tử vi, bùa chú, thư phủ. Các tinh hoa Phật Pháp được cất giữ không mang ra giảng dạy, mà chỉ đề cao hình thức bề ngoài. Các tu sĩ không chịu tu học mà chỉ đặt trọng tâm vào việc sắc tướng, như kêu gọi Phật tử xây chùa, đúc tượng để được phước, truyền bá những chuyện mê tín hoang đường để lôi kéo tín đồ, thay vì giúp cho họ tu hành để được giải thoát giác ngộ. Họ còn cho phép các tu sĩ được lấy vợ và được thừa kế, tức là nếu cha là Lạt Ma thì con đương nhiên cũng thành Lạt Ma khỏi cần tu học. Ở Tây Tạng có rất nhiều tông phái, nhưng đại để có những tông phái mà những vị tổ sư đã làm sáng danh Phật giáo Tây Tạng cho đến ngày nay là: thứ nhất, phái Kadampa là do đệ tử của đại sư Atisa là ngài Giyawa Romtonpa thành lập vào khoảng năm 1050. Tông phái này tiêu biểu cho truyền thống trung tâm của Phật giáo Tây Tạng. Thứ hai, phái Kajiu do ngài Mapa Lotsawa sáng lập. Tông phái này dần dần mang đậm bản sắc Tây Tạng nhất so với các tông phái khác và không nắm giữ hoặc chi phối các quyền lực xã hội như các phái Gelupa. Hiện nay, phái này vẫn còn là một môn phái bảo thủ mạnh nhất, và họ xem việc lập gia đình không cản trở đến sự tu hành. Trong phái này có sự xuất hiện của Milarepa năm 1040-1123 là bậc thánh giả và cũng là nhà thơ vĩ đại của Tây Tạng. Ông nổi tiếng với tác phẩm Thập Vạn Ca, tức là 100.000 bài ca. Trước khi theo Phật giáo, ông tu theo ma thuật để tìm giết hại những kẻ thù của gia đình bằng cách làm cho nhà sập, đè lên họ và làm mưa đá rơi trên ruộng của họ. Sau đó nhận biết tội lỗi của mình nên đến tìm gặp đại sư Mapa để ngài giúp ông trả hết những ác nghiệp đã tạo bằng cách gánh chịu những cực hình trong suốt 6 năm. Vào năm 44 tuổi, ông ngộ đạo rồi sống đến 39 năm còn lại như một nhà ẩn tu trên Hy Mã Lạp Sơn gần biên giới Nepal, cho đến khi ông viên tịch vì uống sữa có pha thuốc độc của một người ganh ghét ông. Truyền thống tái sinh của các vị Kamapa thuộc phái Kamakajiu được khởi đầu từ thế kỷ thứ 12, nghĩa là sớm hơn so với các vị Đạt Lai Lạt Ma gần 3 thế kỷ. Có thể nói, họ là những người đầu tiên khởi xướng truyền thống tái sinh tại Tây Tạng. Thứ ba, phái Sibaipa, trước tiên do Phandampa đề ra, là tông phái duy nhất chú trọng đến bát nhã, nên tông phái này chỉ dành cho thiểu số những người có trình độ cao. Họ dành trọn tâm trí cho việc thực hành thiền ở những nơi cách biệt và không quan tâm đến xã hội nhiều. Họ lấy bộ Trung Quán Luận làm nền tảng tu hành. Đây là sự điều chỉnh những điểm cốt yếu và mặt tâm linh của Phật giáo cho phù hợp với giáo lý mật tông. Thứ tư, phái Sakya,
có những nét gần gũi hơn với đời sống thế tục. Sau khi chế độ quân chủ sụp đổ, Tây Tạng không có chính quyền trung ương nên các tăng sĩ của phái này đã nắm lấy chính quyền và truyền ngôi vị lại cho con cháu. Hiện nay họ vẫn còn tồn tại nhưng đã từ lâu không còn nắm quyền cai trị đất nước. Thứ năm, phái Gelupa là tông phái nổi tiếng nhất ở Tây Tạng, được xác lập bởi ngài Tông Khách Ba năm 1357-1419, là nhà tư tưởng vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng. Ngài là một nhà cải cách và đã tiếp nối công việc hoằng pháp của đại sư Atissa, tức là nghiêm về đạo đức, giới luật và giảm nhẹ ảnh hưởng của pháp thuật bằng cách nhấn mạnh vào khía cạnh tâm linh. Đây chính là phái Mũ Vàng đã nắm quyền cai trị Tây Tạng cho đến năm 1950 khi Trung Cộng xua quân đánh chiếm đất Tây Tạng. Sự thành công nhanh chóng của ngài Tông Khách Ba là vì nhờ ông có rất đông đệ tử, nhờ vào việc thành lập các tự viện và nhờ vào 16 bộ sưu tập các tác phẩm Phật học. Trong số đó có hai tập rất nổi tiếng. Một là trình bày đầy đủ về 6 phép Ba La Mật của Đại Thừa, và tập kia nói rõ những phương pháp công phu theo mật tông. Tập sách đầu có tên là Từng Bước Đi Liên Giác Ngộ là dựa theo từ tập sách Minh Đăng Thánh Đạo của ngài Atissa. Ngài là vị học giả luôn cố gắng tìm vị trí trung dung giữa những cực đoan, tránh sự thiên lệch và đưa lại sự hòa giải giữa hai phái Mũ Vàng và Mũ Đỏ. Mãi cho đến vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm là Losa Gyatso, tức là La Bốc Tạng Gia Mục Thố, thì việc chấn hưng mới được hoàn mãn. Tục lệ thừa kế bị loại bỏ và nhiều kỳ thi về Phật học được tổ chức để gạt bỏ những người mượn áo tu hành làm điều bất chính. Những kinh điển từ trước vẫn được cất kỹ thì nay được mang ra truyền bá sâu rộng để khuyến khích phong trào tu học trong nước. Mọi gia đình được khuyến khích gửi con cái vào các tu viện để trở thành các vị Lạt Ma. Sau đó họ có thể lập gia đình và sống như một người bình thường. Chỉ khi nào họ phát nguyện xuất gia thì mới được gọi là tu sĩ, tức là Trappa. Vào thế kỷ thứ 15, phái Gelupa đưa ra một luận thuyết cho rằng các vị Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm, Di Lặc và chư Phật như Đức Phật A Di Đà chắc chắn đã có hóa hiện ra những hóa thân để làm các vị giáo chủ mà hóa độ chúng sinh. Những hóa thân tái sinh này được các vị cao tăng tìm kiếm và xác nhận rất cẩn thận dựa trên những quy luật rất phức tạp do hội đồng lễ nghi đề ra. Vai trò lãnh đạo của những vị hóa thân tái sinh này là nét đặc thù của Tây Tạng trong suốt gần 5 thế kỷ qua. Tất cả 14 vị Đạt Lai Lạt Ma đều xuất thân từ phái Mũ Vàng, nhưng phái Mũ Đỏ vẫn được tôn trọng và vẫn chiếm số đông. Trong cuốn Tây Tạng Huyền Bí có diễn tả về cung điện Potala ở Tây Tạng trước khi quân Trung Cộng đánh chiếm đất nước này như sau. Tu thất của Đức Đạt Lai Lạt Ma tọa lạc trên nóc điện Potala, vì theo phong tục bản xứ không ai có quyền được ở chỗ cao hơn ngài. Một cầu thang vĩ đại xây bằng đá rộng gần bằng một đường lộ đưa đến tư dinh của ngài. Điện Potala là một tòa cung điện độc lập xây dựng trên một ngọn đồi. Đó là cơ quan đầu não để giải quyết tất cả mọi công việc chính trị và tôn giáo của xứ Tây Tạng. Đó là trung tâm của quốc gia, mục tiêu của tất cả tư tưởng, nguồn gốc của tất cả mọi hy vọng. Bên trong vòng thành của cung điện, trong những tòa nhà của ngân khố quốc gia, có dự trữ những khối vàng ròng, vô số những bao đựng đầy ngọc ngà châu báu và những bảo vật quý giá của thời đại cổ xưa nhất. Tiếp tục bước lên đến một điểm cao tột trên nóc điện. Tại đây có những lăng tẩm của những vị Đạt Lai Lạt Ma của quá khứ, tức tiền thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại. Hãy nhìn lại lịch sử Phật giáo. Vào thời Đức Phật còn tại thế, sau khi Đức Phật thành đạo, ngài trở về cung thành Ca Tỳ La Vệ thăm lại phụ vương và gia đình. Vua cha khẩn thiết yêu cầu ngài ở lại cung thành, vừa làm vua và vừa là vị Phật, nhưng ngài chỉ chọn một con đường duy nhất là khất sĩ. Khất sĩ ở đây là phải chấp nhận từ bỏ tất cả, từ bỏ tiền tài danh lợi, vợ đẹp con sinh, uy quyền chức tước. Vì sao? Bởi vì đối với phàm nhân thì những thứ đó là hạnh phúc, là niềm vui, là cứu cánh tột đỉnh của cuộc sống.
Còn đối với bậc đại thánh thì những hạnh phúc này chỉ là giả tạm, phù du, như sương như khói, như đám mây có tan có hợp, và là những sợi dây vô hình cột chặt con người vào vòng hệ lụy khổ đau. Có thế lực, uy quyền, danh vọng là có tranh giành, có thủ đoạn hại người lợi mình. Và dĩ nhiên tội nghiệp cũng vì thế mà tác tạo. Đây là miếng mồi thế tục, là trò chơi của thế gian. Thí dụ làm Tổng thống Hoa Kỳ có thể được xem như là ngôi cao tột đỉnh quyền uy thế giới hiện nay. Nhưng hãy nhìn lại những Tổng thống gần đây nhất như Clinton, Bush hay ngay cả Obama. Trước khi làm Tổng thống, tóc da ông nào cũng tươi nhuận. Nhưng sau một vài năm thì vị nào tóc cũng bạc đầu. Đủ thấy bình trị thiên hạ là phiền não, thủ đoạn tranh giành chém giết, chứ đâu phải dạo chơi chốn hoa viên thanh tịnh an nhàn. Đức Phật xuất thân là một vương tử giàu sang phú quý, nhưng khi xuất gia làm người tu sĩ, Ngài trở thành người khất sĩ, tức là buông bỏ tận cùng. Vì vậy Ngài mới có vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Các vị tổ sư khi thành lập mỗi một tông phái đều thể hiện những đặc tính siêu việt của mình trong những yếu tố góp phần tạo nên đời sống thêm phong phú cho Phật giáo Tây Tạng. Tuy các tông phái có sự khác biệt về việc tổ chức tự viện, về màu sắc y phục, về các vị thần bảo hộ hay phương pháp thiền định, nhưng họ luôn có sự tác động và vay mượn lẫn nhau. Sự nổi bật của các vị Đạt Lai Lạt Ma đã làm cho nhiều người lầm tưởng rằng các ngài là những vị lãnh đạo của toàn thể nhân dân Tây Tạng. Nhưng trên thực tế, Tây Tạng có rất nhiều tông phái khác nhau, và mỗi phái có một vị lãnh đạo tinh thần tối cao của riêng mình. Vì thế, tuy Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem là người lãnh đạo cao nhất của Tây Tạng về mọi mặt, nhưng mỗi một truyền thống tông phái đều có một vị đứng đầu để dẫn dắt họ. Đối với Phật giáo trên khắp thế giới hiện nay, 1/3 thuộc về Phật giáo Nam Tông, tức là Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, 2/3 thuộc Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Trong khi đó, Kim Cang Thừa Phật giáo chỉ đại diện cho 1/30 số người Phật giáo, vì mật tông giới hạn trong các nơi thư dân như Tây Tạng, Bhutan, Nepal và Mông Cổ. Mặc dù Đức Đạt Lai Đạt Ma chỉ đại diện cho 1% tín đồ Phật giáo thế giới, nhưng với uy tín của Ngài, người Tây Phương vẫn nhìn Ngài như người đại diện cho toàn thể Phật giáo. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 15, Phật giáo Tây Tạng tôn xưng và thần thánh hóa những vị thầy, vì họ tin rằng đây là những vị Bồ Tát hay những vị tổ tái sinh. Thí dụ, Đức Đạt Lai Lạt Ma là tái sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là đại diện cho lòng từ bi. Đây là dựa theo lối giải thích bí truyền của mật tông Tây Tạng. Nhưng dựa theo Phật giáo Đại Thừa thì thật ra trong mỗi chúng sinh, ai cũng là Quán Thế Âm, ai cũng là Đại Thế Chí hay Văn Thù và Phổ Hiền cả. Vì ai ai cũng đều có Phật tánh như nhau, cho nên trong tất cả chúng sinh đều có tự tánh từ bi và trí tuệ. Nhưng con người vì bị cái vỏ cứng vô minh che phủ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, nên không thấy cái Phật tánh thiêng liêng sáng suốt huyền diệu thanh tịnh nhiệm màu của mình, nên mới cầu Phật, Bồ Tát ở bên ngoài. Vì thế khi mê thì thấy có chúng sinh, có Bồ Tát, có Phật. Đến khi thức tỉnh giác ngộ thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Vì sao? Khi mê chúng sinh chỉ dùng mắt thịt để nhìn, cho nên họ chỉ thấy người cao kẻ thấp, người sang kẻ hèn, quần là áo luộn, quyền cao chức trọng, nhà cao cửa rộng, nên tâm vọng động mà sống trong phiền não khổ đau, nên mới có trông mong cầu nguyện để thỏa mãn tánh tham của mình. Đến khi thức tỉnh thì nhìn thế gian bằng pháp nhãn thanh tịnh, tức là con mắt trí tuệ, mà thấy được thật tướng, chân tâm, Phật tánh của tất cả mọi người, nên họ thấy ai cũng là Phật, cũng bình đẳng như nhau. Nếu con người biết thức tỉnh để phát triển và sống với lòng từ bi vô lượng, để thương yêu mọi người, không phân biệt thân sơ, màu da sắc tộc, vì chúng sinh và mình là một, thì Đức Quán Thế Âm, tức là tâm đại từ đại bi, hiển hiện trong tâm của mình. Ngược lại, nếu sống trong vô minh, chạy theo tham đắm, dục tình, làm nô lệ cho tư kỷ cá nhân, thì cho dù có cầu nguyện, van xin cúng vái, thì Đức Quán Thế Âm cũng biến mất. Vì thế, Đức Quán Thế Âm, Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho lòng từ bi của chúng sinh. Ngài Đại Thế Chí, Đức Văn Thủ là đại diện cho trí tuệ sáng suốt vô phân biệt, tức là căn bản trí của mọi người.
Ngài Tông Khách Ba vào thế kỷ thứ 14 đã lập hai vị đệ tử là Ban Thiền Lạt Ma và Đạt Lai Lạt Ma. Ban Thiền tượng trưng cho trí tuệ và Đạt Lai là biểu tượng của từ bi. Khi Trung Cộng xua quân đánh chiếm nước Tây Tạng năm 1950, thì cả hai, Ngài Ban Thiền và Đạt Lai còn kẹt lại Tây Tạng. Tháng 4 năm 1959, sau 9 năm bị giam lỏng ở Potala, Đức Đạt Lai trốn thoát và tị nạn tại Dharamsala, tức Rihlahassa gần biên giới Tây Tạng và Ấn Độ cho đến ngày nay. Trong khi Đức Đạt Lai trốn được qua Ấn Độ, Ngài Ban Thiền thứ 10, Lamrup Chökyu Rielsen còn bị kẹt lại và đã viết bài kiến nghị dài 70.000 chữ để tố cáo cho thế giới về cảnh ngộ khốn cùng của đồng bào Tây Tạng dưới sự thống trị của Trung Cộng. Ngài đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc và Mao Trạch Đông lăng mạ và kết án 14 năm trong tù hay cấm cố tại nhà. Tháng 12 năm 1964, Ngài bị đưa đến Bắc Kinh dưới tội danh phản cách mạng và bị đánh đập tàn nhẫn. Năm 1978, sau khi được trả tự do, Ngài du hành khắp Tây Tạng và tiếp tục phê bình chính sách cai trị bạo tàn của Trung Cộng. Chẳng bao lâu sau đó, Ngài bị bắt trở lại và ngày 28 tháng Giêng năm 1989, Ngài được nói là đã chút hơi thở cuối cùng trong hoàn cảnh rất bí mật, hưởng dương 51 tuổi. Để tiếp tục truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, năm 1995, Đức Lạt Lai Đạt Ma đã chứng nhận Gendun Cheoki Nima là Đức Ban Thiền thứ 11. Nhưng sau đó Bắc Kinh đã bắt cóc vị này cùng với cha mẹ và họ bị mất tích cho đến ngày nay. Trung Cộng sau đó tự chọn một cậu bé khác tên là Jiasen Nobu để ngồi vào chức vị Ban Thiền Lạt Ma thứ 11, người mà hầu hết nhân dân Tây Tạng tẩy chay. Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 hiện nay đã lớn tuổi. Nếu một ngày nào đó Ngài viên tịch thì chắc chắn Trung Cộng sẽ chọn một vị Lạt Ma mới. Cũng giống như Ngài Ban Thiền thứ 11 thì truyền thống Phật giáo Tây Tạng sẽ mai một. Vì là biểu tượng cho từ bi nên Đức Đạt Lai Lạt Ma tuy thuyết pháp khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng Ngài chỉ chuyên giảng giải và dạy chúng sinh phát huy lòng từ bi nhân ái, mà ít khi nói đến trí tuệ Bồ Đề. Nhưng trong Đạo Phật, từ bi và trí tuệ phải đi đôi, bổ sung cho nhau, thiếu một thì mất thăng bằng. Có văn thù thì phải có phổ hiển, có đại thế chí thì phải có quán thế âm,